Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 19. Ánh mắt của Tần Lâm quét qua một lượt, lộ ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt này dường như khiến nhiệt độ xung quanh thấp xuống mấy độ. Con mẹ mày, bố mày đang nói chuyện với mày đấy, dám gây sự ở địa bàn của tao à, mày ở nhóm của ai? Tần Lâm cười lạnh, mày nói xem, tao ở nhóm của ai? Anh Lượng cười khinh bỉ, mày còn dám hỏi tao? Mày có biết anh Mao không? Tao ở nhóm của anh Mao đấy, mày động vào tao một lần nữa xem. Anh Mao? Mấy loại người như thế này đương nhiên anh chưa từng nghe qua, chắc là mấy đám côn đồ đầu đường xó chợ thôi. Tần Lâm cười lạnh, nói, được rồi, cho mày thêm mấy phút để gọi người đến đấy, càng đông càng tốt, tao xử lý cả thể. Tần Lâm nghĩ một lúc, vẫn gọi điện cho Đoàn Bảo Đông một cuộc. Vốn cũng nghĩ một mình ra tay, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh với Nha Nha gặp nhau. Đánh nhau với bọn chúng quá bạo lực, vẫn nên để người khác đến xử lý thì hơn. Đoàn Bảo Đông và Long Ích Huy nhanh chóng chạy 6 con xe bán tải đến nơi, chở 5-60 người, làm cả cây cầu vượt chật như nêm cối. Đoàn Bảo Đông biết ở đây có một đám ăn xin, nhưng không để ý lắm, làm ngành này cũng có chút phiền phức, ông ta cũng không muốn thu nạp bọn chúng làm gì. Đám người này cũng không thể đuổi cùng giết tận được, vẫn phải trừ lại cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng không ngờ đám ăn xin này lại không muốn sống nữa, dám đắc tội với cậu Tần, đúng là không ai có thể cứu nổi. Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, đám ăn xin đều cảm thấy hoang mang. Anh Lượng, phải làm sao bây giờ? Anh Lượng hừ lạnh, hoảng con khỉ. Chúng ta cũng có nhiều người mà, đánh nhau thật thì làm sao? Mau gọi cho anh Mao, bảo anh ấy đến đây đi. Đoàn Bảo Đông bước xuống cầu, cậu Tần, cậu không sao chứ? Tần Lâm gật đầu. Không sao hết, em gái tôi hơi sợ hãi một chút. Nhìn thấy cô bé bên cạnh Tần Lâm, Đoàn Bảo Đông quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh Lượng. Đúng là lũ không có mắt, dám đắc tội với cậu Tần à. Anh Lượng vốn là một tên ăn xin, đương nhiên sẽ khốn nạn hơn bọn côn đồ bình thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi chỉ vào Đoàn Bảo Đông. Mày cũng giỏi đấy, mẹ kiếp mày là thằng nào, tao ở nhóm của anh Mao đấy, anh Mao sắp đến rồi. Mày có tin tao bảo anh Mao giết chết mày không? Đoàn Bảo Đông nhếch mép, đột nhiên cười. Được, tao cũng muốn gặp thử xem anh Mao của mày giết chết tao kiểu gì đấy. Đoàn Bảo Đông cũng tức giận, ông ta vốn không để ý tới đám ăn xin này, nhưng không ngờ bọn chúng lại ngông cuồng như vậy, hành động còn ngang ngược hơn cả ông ta. Khoảng 2 phút sau, có 2 chiếc bán tải chạy đến dưới chân cầu vượt. 2 con xe này còn sang trọn hơn cả của Đoàn Bảo Đông. Xe của Đoàn Bảo Đông là của đàn em dùng, chỉ là hàng bình dân. Còn của người ta là Toyota Alphard, xe bán tải 8-900.000 tệ một chiếc. Đoàn Bảo Đông nhếch môi, đám ăn xin này đúng là nhiều tiền thật. Một người đàn ông cao lớn tóc vàng bước xuống xe, trên người nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ ất ơ. Con mẹ nó, thằng nào dám gây sự ở địa bàn của tao? Sắc mặt Đoàn Bảo Đông trầm xuống, lạnh lùng nói. Tam Mao tử. Bây giờ cậu cứng cánh rồi nhỉ? Nghe thấy có người gọi là Tam Mao tử, anh Mao chau mày lại. Năm đó hắn mới bước chân vào nghề, người khác toàn gọi hắn là Tam Mao tử, lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ ai gặp hắn chẳng phải gọi một tiếng anh Mao. Người dám gọi hắn là Tam Mao tử đều đã chết hết rồi. Con mẹ nó, mày dám gọi tao là... Anh Mao định thần nhìn lại lần nữa, đột nhiên sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cả người sặc mùi rượu đột nhiên tỉnh táo lại, giống như vừa đi mưa về, toàn thân ướt đẫm, mồ hôi lạnh vã ra như mưa. Anh Đông. Anh Mao không ngờ rằng lại là Đoàn Bảo Đông. Năm Đoàn Bảo Đông vào đời, hắn mới chỉ là một đứa nhóc, nếu không phải mấy lần Đoàn Bảo Đông giơ cao đánh khẽ thì hắn lại chẳng bị giết chết từ lâu rồi. Sau này Đoàn Bảo Đông trở thành lão đại, hắn không muốn làm thuộc hạ nên một mình tạo nên nơi này, chuyên quản lý đám ăn xin này, kiếm được không ít tiền. Còn có thể xả láng nữa. Không ngờ hôm nay lại động phải anh Đông. Anh Đông giơ tay lên giáng một bạt tai xuống, vẻ mặt anh Mao lập tức trở nên vô cùng khó coi, bị tát một cái lại càng tỉnh táo hơn, cũng không dám sờ lên mặt, đứng bất động tại chỗ. Anh Đông, tùy anh xử lý. Tam Mao tử có lợi hại hơn thì cũng chỉ xử lý được đám ăn xin này thôi, gặp ai gây sự thì qua giúp xử lý một chút, nếu thật sự gặp phải nhân vật lớn như Đoàn Bảo Đông hoặc Bùi Lương thì chỉ có đường chết. Đoàn Bảo Đông hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với Tần Lâm. Cậu Tần, cậu xem nên xử lý như thế nào?
Tần Lâm cười lạnh một tiếng, đám người này hình như rất thích đánh gãy chân người khác, làm như vậy mới ăn xin được nhiều tiền. Nếu như vậy thì toại nguyện cho bọn chúng đi. Đoàn Bảo Đông lạnh lùng cười, Tam Mao Tử, nghe rõ chưa? Vẻ mặt Tam Mao Tử có chút lúng túng, anh Đông, mấy người này đều đánh gãy chân hết sao, thế thì sao bọn chúng sống được nữa? Đều là thuộc hạ của hắn, có thể bảo vệ thì sẽ cố, mong để cho bọn chúng một con đường sống. Đoàn Bảo Đông cười lạnh. Ồ, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Nghe thấy Đoàn Bảo Đông nói vậy, Tam Mao Tử liền run lẩy bẩy, vội vàng đồng ý. Được rồi, em sẽ ra tay ngay. Bọn kia, đè nó xuống. Mấy người xông lên, đè anh Lượng xuống. Tam Mao Tử nhặt cái cây lên, đây chính là cái cây vừa rồi anh Lượng định dùng để đánh gãy chân Tần Nha Nha, hắn xông đến đập nát đầu gối của anh Lượng. Thân thủ của Tam Mao Tử rất tốt, đập có mấy cái đã nát hết xương thịt. Anh Lượng nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, mắt trắng dã, suýt chút nữa là lòi ra. Tần Lâm bước tới, giơ chân lên, đạp nhẹ một cái vào chân của anh Lượng. Rắc rắc một cái. Anh Lượng lại hét lên đau đớn rồi ngất luôn tại chỗ. Tam Mao Tử mà đánh thì còn có thể chữa khỏi, nhưng thêm một cái đạp của Tần Lâm thì hắn e là không có cơ hội bình phục rồi. Sau này chỉ có thể là người tàn phế thôi. Không phải hắn thích gãy chân để dễ ăn xin sao, nếu vậy thì thành toàn cho hắn để hắn có thể làm ăn xin cả đời. Tần Nha Nha có chút sợ hãi, kéo tay Tần Lâm, nhỏ giọng nói. Đưa em đi có được không? Tần Lâm gật đầu, được, anh sẽ đưa em đi trước. Nói xong, Tần Lâm nói với Đoàn Bảo Đông, không được bỏ qua cho bất cứ ai ở đây, đánh gãy hết hai chân đi. Vâng, cậu Tần. Tần Lâm không tự mình ra tay là đã để cho bọn chúng một con đường sống rồi, nếu không phải sợ Nha Nha bị ám ảnh thì Tần Lâm đã giết hết bọn chúng rồi. Tần Lâm đưa Nha Nha đi ăn cơm ở khách sạn Hoa Tử Kinh, bảo Bùi Lương dọn một bàn thức ăn thịnh soạn. Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, Nha Nha nuốt nước bọt nhưng lại không hề động đậy. Tần Lâm hỏi, sao lại không ăn? Nha Nha nói, chủ vẫn chưa ăn, em không thể ăn. Tần Lâm thở dài. Nói, Nha Nha, sau này cùng anh ăn cơm không cần phân biệt chủ với khách, em là em gái anh, em cũng là chủ mà, ăn đi nào. Cũng không biết Nha Nha có hiểu gì không, nhưng vẫn cười vài tiếng, sau đó bắt đầu động đũa. Nha Nha ăn cơm rất cẩn thận, ăn chậm nhai kỹ, rất lễ phép, đũa dùng chung và đũa dùng riêng cũng rất rõ ràng. Nếu như sống ở trong gia đình giàu có thì cô bé là một người có giáo dục tốt. Nhưng nhìn Nha Nha thì chỉ chứng minh một điều cô bé đã chịu khổ quá nhiều mới trở nên cẩn thận và cảnh giác như vậy. Lúc Tần Lâm ăn cơm có để ý, Nha Nha vừa ăn vừa lén lấy một chút bánh màn thầu cẩn thận cho xuống bàn, chắc là đút vào trong túi. Dáng vẻ thận trọng này đúng là khiến Tần Lâm chua xót. Nha Nha, sau này em không cần phải giả vờ nữa, em muốn ăn lúc nào anh cũng sẽ mang đến cho em. Tần Nha Nha đỏ mặt, vội vàng lôi hết đồ trong túi ra. Xin lỗi, em không giả vờ nữa. Tần Lâm cười khổ, anh không trách em không cần phải như vậy, sau này anh sẽ không để em chịu đói đâu. Nha Nha gật đầu, cảm ơn anh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, Tần Lâm cũng không biết cô bé có nghe hiểu hay không, dường như muốn để cô bé thích ứng với cuộc sống bình thường e là sẽ mất một khoảng thời gian nữa. Ăn no rồi, tâm trạng Tần Nha Nha cũng đã tốt lên nhiều. Tần Lâm cầm tấm ảnh đưa cho Nha Nha. Nha Nha giống như đã từng xem rồi. Đây là bố, đây là mẹ, đúng không? Tần Lâm gật đầu, em xem rồi đúng không? Nha Nha ừm một tiếng, chắc là đã xem qua bức ảnh này rồi, nhưng cô bé vừa mới sinh ra thì chú út và thím cũng đã qua đời, chắc chắn không có ấn tượng gì. Bố của em là chú của anh, cho nên anh là anh của em, sau này anh là người thân của em có hiểu không? Nha Nha ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Tần Lâm, hỏi. Thế em, có thể đi học không? Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, hơn nữa còn chuyển qua mấy nơi, cho nên Nha Nha không có ấn tượng tốt với cô nhi viện, nên cũng chẳng có tình cảm gì, nhưng cô bé lại rất muốn đi học. Những đứa bé cùng tuổi hôm nào cũng được đi học, nhìn chúng đeo cặp sách, đọc bài vanh vách trong lớp học, Nha Nha thực sự rất ngưỡng mộ. Tần Lâm nói, được, em muốn đi học đúng không, anh sẽ sắp xếp cho em ngay. Tần Lâm gọi cho Tôn Kiến Dân một cuộc điện thoại để tìm hiểu, có mấy ngôi trường công lập ở Đông Hải khá tốt, nhưng ngôi trường tốt nhất lại là một ngôi trường dân lập tên là trường Olympian.
Trường Olympian là một ngôi trường dân lập, theo chế độ 12 năm, từ tiểu học đến trung học rồi phổ thông luôn, môi trường học tập vô cùng tốt, những người có thể vào trường đều là người có tiền, hơn nữa còn có rất nhiều học sinh có thành tích tốt. Học sinh đỗ vào trường Harvard, Cambridge, Bắc Đại, Thanh Hoa nhiều không đếm xuể, những quy định của các trường đại học danh tiếng đều được áp dụng ở ngôi trường này. Ngoài việc có thành tích học tập tốt ra, giáo dục tố chất cho học sinh cũng được thực hiện rất tốt, chỉ là chi phí hơi đắt đỏ. Đương nhiên Tần Lâm không thiếu tiền, nếu muốn cho Nha Nha đi học thì phải được học ngôi trường tốt nhất. Sau khi Tần Lâm lấy được phương thức liên lạc liền gọi cho chủ nhiệm khoa của bọn họ. Chào cậu là cậu Tần mà lãnh đạo Tôn giới thiệu đúng không? Tôi có vấn đề muốn nói với cậu một chút, muốn vào trường học của chúng tôi thì phải nộp một khoản tài trợ. Tần Lâm gật đầu, trường dân lập đều như vậy, muốn vào thì buộc phải nộp một khoản tài trợ. Vì vậy nên trang thiết bị ở trường mới tốt như vậy, tiền đều ở đây mà ra cả, là do phụ huynh có tiền nộp vào sau môi trường học tập ngày càng được nâng cao, học sinh đến ngày càng nhiều. Tần Lâm nói, tôi sẽ tài trợ cho các ông 100 triệu, chiều nay sẽ nhập học ngay. Hiệu trưởng ngây người, hỏi lại lần nữa, cậu Tần tài trợ bao nhiêu? 100 triệu, buổi chiều nay sẽ đưa chi phiếu cho ông. Lần này hiệu trưởng đã nghe rõ, đúng là 100 triệu, sợ hết hồn, vội vàng nói. Được được, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu. Phụ huynh bình thường thì chỉ tài trợ 100 đến 200 nghìn tệ, nếu gặp người có tiền thì sẽ tài trợ khoảng 7-800 nghìn tệ, trên 1 triệu đã là gia đình kinh doanh giàu có. Không ngờ lần này lại được tài trợ 100 triệu. 100 triệu này có thể xây thêm 2 tòa nhà dạy học nữa. Khách hàng này nhất định phải tiếp đón tử tế. Ăn cơm xong, Tần Lâm lập tức đưa Nha Nha tới trường Olympian. Môi trường học đúng là rất tốt, vừa đến cổng trường, sau khi biết có hẹn trước liền lập tức cho bọn họ vào. Hiệu trưởng còn đang họp nên Tần Lâm dẫn Nha Nha đi làm quen môi trường một chút. Sao nào, em có thích nơi này không? Khuôn mặt Nha Nha vô cùng vui vẻ, thích lắm, sau này em có thể học ở đây sao? Tần Lâm nói, chỉ cần em thích là được, lát nữa anh sẽ nói với hiệu trưởng ở đây. Cho dù không có quan hệ với Tôn Kiến Dân, dựa vào sức của Tần Lâm thì muốn học ở trường nào mà chẳng được, đập 100 triệu tệ xuống thì có trường nào mà nỡ từ chối chứ? Tần Nha Nha đi dạo khắp nơi trong khuôn viên trường, nhìn những thiết bị, công trình trong trường như cầu trượt, hòn non bộ, vô cùng đẹp mắt. Cảm giác như bước vào một vùng đất mới vậy. Trong lúc Tần Nha Nha vui chơi ở đó, đột nhiên có giọng của một cô bé truyền đến. Tần Nha Nha, sao mày cũng ở đây? Tần Nha Nha ngây ngốc, quay người lại nhìn thấy một cô bé lớn hơn khoảng 2-3 tuổi, cao hơn cô bé, mặc dù chỉ cách nhau 2-3 tuổi, nhưng đang dậy thì nên trông khá cao. Da cô bé ngăm đen, cơ thể cũng rắn chắc hơn các bạn cùng trang lứa. Sau khi nhìn thấy Tần Nha Nha liền mang vẻ mặt đùa giỡn đi tới. Mày cũng có người nhận nuôi rồi à? Tần Nha Nha cảnh giác, lùi lại phía sau vài bước. Cô bé tên Hầu Giai, là một người mà Tần Nha Nha quen trong cô nhi viện. Lúc trong cô nhi viện, Hầu Giai là chị đại, bởi cô bé cao lớn, đi đến đâu cũng bắt nạt người khác. Tần Nha Nha cũng không ít lần bị cô bé bắt nạt. Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi trong cô nhi viện đều rất mưu mô. Luôn muốn bản thân được nhận nuôi. Tần Nha Nha dễ thương đơn thuần, ngoan ngoãn hợp lòng người, cho nên có nhiều người muốn nhận nuôi cô bé. Hầu Giai ôm hận trong lòng, mỗi lần có người muốn nhận nuôi cô bé, Hầu Giai đều kiếm chuyện bắt nạt, giấu Nha Nha đi, thậm chí còn nhốt cô ở trong phòng không cho ra. Tần Nha Nha đã gặp chuyện này rất nhiều lần, cho nên có chút sợ Hầu Giai. Cuối cùng sau những nỗ lực không ngừng của bản thân, cô bé cũng được nhận nuôi. Người nhận nuôi cô bé là một ông chủ lớn, vì không thể sinh con nên muốn có một cô con gái và nhìn chúng Hầu Giai. Không ngờ qua lâu như vậy rồi lại có thể gặp nhau ở đây. Giai Giai, gặp bạn à. Một ông mập tầm 40 tuổi bước tới, đeo dây chuyền vàng, giày da, thắt lưng Hermes, quần áo không tầm thường, dưới nách còn kẹp một cái túi, nhìn là biết nhà giàu mới nổi. Hầu Giai cười nói, bố ơi, đây là bạn cũ của con. Sau khi được nhận nuôi, Hầu Giai đã được đổi họ, nhưng tên ở nhà vẫn là Giai Giai. Ông mập ngây người ra, không ngờ lại gặp được bạn cũ cô nhi viện ở đây. Ồ, cô bé này cũng được nhận nuôi sao? Ông mập ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm, nói tôi họ Lương, tên Lương Nghị, cậu cứ gọi tôi Tổng Giám Đốc Lương là được, sao thế, cũng muốn làm thủ tục nhập học sao?
Không chờ Tần Lâm trả lời, Lương Nghị đã cười. Nơi này không phải cậu muốn vào là vào được đâu, ở đây phải hỗ trợ những 200-300 nghìn tệ đấy, hình như hai người bắt xe đến đây, đến cả xe cũng không mua nổi mà còn dám vào trường quý tộc học sao. Lương Nghị nói chuyện vô cùng vô duyên, thấy Tần Lâm trẻ như vậy, ngoài cổng trường cũng không thấy xe đỗ, xem ra chẳng phải nhân vật gì lớn cả, chắc là một nhân viên nhỏ ở công ty nào đó thôi. Tần Lâm chau mày, đối với loại người tự cho mình là giỏi như thế này anh không có ấn tượng, cũng chẳng muốn để ý tới ông ta. Hầu Giai cười, rồi nói với Tần Nha Nha, Nha Nha, đi mua cho tao và bố tao chai nước. Tần Lâm đứng im tại chỗ, cắn môi. Hầu Giai chau mày, hừ một cái, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe thấy không? Tần Nha Nha, mày đứng ngu ngốc ở đấy làm gì, còn không mau đi. Lúc trước còn ở cô nhi viện, Hầu Giai thường ra lệnh cho Tần Nha Nha làm mấy chuyện vặt như mua nước, mua cơm, dọn nhà vệ sinh, dọn phòng, toàn bắt nạt cô bé. Hôm nay không còn ở trong cô nhi viện nữa, Tần Nha Nha đương nhiên không muốn nghe Hầu Giai chỉ đạo. Tần Nha Nha cắn răng nói, sao cậu không tự đi mà mua? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hầu Giai trợn mắt, mày nói cái gì? Tao tự đi mua, bây giờ ra khỏi cô nhi viện rồi, tao không ra lệnh cho mày được rồi đúng không? Mày quên lúc trước bị tao đánh như thế nào rồi à? Tao hỏi mày lần nữa, mày có đi không? Tần Nha Nha cắn răng, không đi. Hầu Giai nổi giận đùng đùng, trước đây cô bé có thể bắt nạt Tần Nha Nha thì bây giờ cũng vậy, đừng tưởng ra khỏi cô nhi viện là hết chuyện. Tao thấy mày muốn bị đánh rồi đấy. Vừa dứt lời, Hầu Giai lập tức giơ tay lên định tát vào mặt Tần Nha Nha. Nhưng tay Hầu Giai còn chưa tới, Tần Lâm đã giáng một bạt tai xuống. Bốp một tiếng, mặt Hầu Giai bị in năm vết tay của Tần Lâm. Mâu thuẫn của trẻ con, Tần Lâm vốn không muốn nhúng tay vào. Nhưng cô bé Hầu Giai này lại muốn động tay động chân, một cô bé 13-14 tuổi mà lại nham hiểm như vậy, có thói quen bắt nạt người khác, đúng là thiếu giáo dục. Mặc dù Tần Lâm đánh không mạnh, nhưng mặt Hầu Giai vẫn bị sưng vù. Sắc mặt Lương Nghị thay đổi, đột nhiên giận dữ, con mẹ nó cậu dám đánh con gái tôi, muốn chết sao? Lương Nghị muốn tiến đến đánh Tần Lâm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của anh, ông ta hơi hoảng, dù gì thì người ngợm cũng chẳng ra gì, đương nhiên không dám động tay động chân với người khác. Cậu được lắm, con mẹ nó cậu cứ chờ đấy, tôi gọi người đến giết chết cậu. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý đến loại người này. Còn dám động đến Nha Nha, lần sau tôi sẽ cho tay của em không nhấc nổi lên đâu. Uy hiếp trẻ con cũng chẳng có gì hay ho, nhưng Tần Lâm vẫn phải nói, bạo lực học đường là vấn đề nhất định phải ngăn chặn trước, với tính cách bây giờ của Nha Nha, bị người khác bắt nạt cũng không dám nói. Nếu thật sự có người bắt nạt Nha Nha thì Tần Lâm cũng chẳng quan tâm có phải là trẻ con hay không. Hầu Giai ôm mặt lùi về đằng sau mấy bước, trong mắt có chút sợ hãi và tủi thân, nhìn giống như rất muốn báo thù, rất tức giận, nhưng không có thực lực. Lương Nghị rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, sau đó chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Cậu đợi đấy, dám đánh con gái của tôi, cậu không biết tôi làm gì đúng không? Nói cho cậu biết, một nửa cửa hàng thuốc ở Đông Hải này là do tôi cung cấp, một câu nói của tôi có thể gọi mấy trăm người đến giết chết cậu đấy. Tần Lâm cười lạnh, thì ra là cung ứng thuốc men, nếu để ông ta biết người bây giờ đang đứng trước mặt ông ta là Tần Đại Sư danh tiếng lẫy lừng không biết ông ta có phản ứng gì. Tần Lâm chuẩn bị dẫn Nha Nha đi tham quan tiếp thì có một thầy giáo hình như nhìn thấy cảnh vừa nãy lên bước tới hòa giải. Hai vị phụ huynh, tôi là Tổng Giám Thị ở đây, tôi họ Hàn, hai vị đã xảy ra chuyện gì vậy, có cần tôi hòa giải không? Chưa đợi Tần Lâm lên tiếng. Lương Nghị đã cướp lời, giải hòa cái gì mà giải hòa. Cậu ta dám đánh con gái tôi, hôm nay tôi phải đánh gãy chân cậu ta. Chủ nhiệm Hàn có chút lúng túng, khó xử nói, ha ha, hai vị phụ huynh đừng kích động, chúng ta đến đền vì muốn con em chúng ta được đi học, trường chúng tôi dựa trên nguyên tắc tạo môi trường học tập tốt cho các em, hai người xem, hai cô bé này rất đáng yêu, sau này nói không chừng còn là bạn học nữa, cùng học tập với nhau cũng tốt. Lương Nghị hừ lạnh một tiếng, ông hiểu cái cho gì, ông có con chưa? Con của ông bị đánh ông có chịu nổi không? Chủ nhiệm Hàn lúng túng, thở dài, hết cách rồi, tôi có bệnh nên không thể sinh con, ngại quá. Nói xong vẻ mặt chủ nhiệm Hà cũng trầm xuống. Lương Nghị hơi gây người ra, không ngờ chủ nhiệm Hàn cũng có bệnh,
ông ta cũng vậy, nhiều năm rồi không thể sinh con, nên mới nhận nuôi một đứa, không ngờ chủ nhiệm Hàn cũng cùng cảnh ngộ. Tần Lâm nói, tôi là bác sĩ, nếu ông cần tôi có thể giúp ông xem thử. Chủ nhiệm Hàn ngây người một lát, thật sao? Vậy cậu thử đi. Nói xong, chủ nhiệm Hàn đưa tay ra, hai người bắt đầu xem mạch ngay tại sân bóng lớn. Sau vài phút, Tần Lâm buông tay ra, nói. Không có vấn đề gì quá lớn, hàn khí trong cơ thể nhiều, không thường xuyên tập luyện, chế độ làm việc nghỉ ngơi có vấn đề, phải thay đổi một số thói quen xấu, sau đó tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông, 3 tháng sau là có thể hết bệnh. Chủ nhiệm Hàn hơi hoang mang, thật sao? Những điều cậu nói đều là thật sao? Bệnh của tôi chữa nhanh vậy sao? Tần Lâm cười, yên tâm đi, không phải căn bệnh gì lớn đâu. Chủ nhiệm Hàn nghe giọng của Tần Lâm đột nhiên cảm thấy quen quen, trong đầu liền có một ý nghĩ lạ lùng, hỏi. Cậu không phải là Tần Đại Sư chứ? Thật ra chủ nhiệm Hàn chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ lại đúng, giọng nói bên ngoài và trên TV chỉ hơi giống một chút. Trên đại hội đông y, Tần Lâm tỏ vẻ già dặn, hơn nữa còn đeo mặt nạ và mặc áo blue trắng. Chủ nhiệm Hàn chỉ cảm thấy y thuật của anh rất cao minh, lại là họ Tần, chỉ liên tưởng một chút. Tần Lâm ngây người, bị nhận ra rồi, anh cũng không chút lo lắng. Đúng vậy. Chủ nhiệm Hàn trợn tròn mắt, không ngờ cậu lại là Tần Đại Sư. Đúng là tuổi trẻ tài cao, bây giờ thì tốt rồi, bệnh của tôi có thể chữa rồi. Dù gì thì Tần Đại Sư cũng nói như vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì, hôm đó trên TV. Căn bệnh hiếm gặp phức tạp như vậy mà Tần Đại Sư cũng chữa được, bệnh của ông ta đơn giản như vậy thì có gì đâu. Lương Nghị ở bên cạnh ngây người, Tần Đại Sư. Thật không thể ngờ, người trước mặt lại là Tần Đại Sư. Lương Nghị nghiến răng, trong lòng thầm hối hận, nếu ông ta biết là Tần Đại Sư thì đã không xung đột với anh làm gì. Nếu không ông ta đã để Tần Đại Sư xem qua bệnh tình của mình, nói không chừng còn có thể chữa khỏi. Mặc dù bây giờ đã nhận Hầu Giai làm con nuôi, nhưng nếu như có thể có một đứa con cho riêng mình thì vẫn hơn chứ. Bố, mặt con đau. Hầu Giai ở bên cạnh kéo cánh tay ông ta, vẻ mặt vô cùng uất ức. Lương Nghị nghiến răng nghiến lợi, con yên tâm, lát nữa bố sẽ kêu người đến, xem cậu ta có còn dám kiêu ngạo không. Ngay sau đó, một chiếc ô tô chạy tới, rồi một số thanh niên bước xuống xe. Những thanh niên này ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Dáng đi cũng rất nghiêm túc, không hề có điệu bộ ngó ngang ngó dọc, xem ra bọn họ không phải là đám xã hội đen. Tổng Giám đốc Lương, ông tìm chúng tôi có chuyện gì không? Lương Nghị nói, mấy vị bác sĩ, hôm nay con gái tôi bị người ta đánh, tôi muốn tìm mấy vị giúp đỡ. Nói xong, Lương Nghị chỉ về phía Tần Lâm, là cậu ta. Mấy vị bác sĩ nhìn theo hướng ngón tay của Lương Nghị, đột nhiên biến sắc. Tần Đại Sư. Tần Lâm ngây ra một lúc, anh không hề biết những người này, nhưng hiện tại anh đã có chút danh tiếng, cho nên có người nhận ra anh cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Mấy vị bác sĩ vội vàng tiến đến bắt tay Tần Lâm một cách hào hứng, Tần Đại Sư, chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện răng hàm mặt, trước đây chúng tôi đã thấy anh ở đó. Tần Lâm gật đầu, hóa ra lúc trước giúp Lâm Nguyệt Giao chữa trị ở bệnh viện răng hàm mặt đã có người nhìn thấy anh, cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Sắc mặt Lương Nghị thay đổi. Không ngờ tên nhóc này thật sự lại là Tần Đại Sư, các bác sĩ đều quen biết anh, chuyện này cũng thật xấu hổ quá rồi. Tổng Giám đốc Lương, thật xin lỗi, chúng tôi là bạn của Tần Đại Sư, chắc chúng tôi không thể giúp ông được rồi. Bọn họ vốn không muốn tới để đánh nhau, chỉ vì Lương Nghị là người cung cấp dược liệu nên bọn họ mới đến giúp, hóa ra đối thủ lại là Tần Đại Sư, đương nhiên bọn họ sẽ không làm. Sắc mặt Lương Nghị vô cùng khó coi, chỉ vào Tần Lâm. Cậu, hãy đợi đấy, chỉ dựa vào các người mà cũng muốn học trường quý tộc sao? Đợi đấy. Lương Nghị lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho chủ nhiệm khoa, alo. Chủ nhiệm Tôn, ở đây có con bé tên Tần Nha Nha, tuyệt đối không được cho nhập học, nếu nó được học thì con gái tôi sẽ không đi học nữa, vậy thì tiền tài trợ 2 triệu của tôi ông cũng đừng mong có được. Lương Nghị nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Phụ huynh học sinh bình thường muốn cho con đến trường thì nhiều nhất cũng chỉ ủng hộ 50-100 nghìn gì đó, nhiều nhất cũng chỉ 200 nghìn là cùng. Ông ta hào phóng trực tiếp tài trợ 2 triệu, một mình ông ta còn hơn cả chục phụ huynh khác gộp lại, trường học đương nhiên sẽ coi trọng ông ta hơn, không thể vì một phụ huynh bình thường mà đắc tội với Lương Nghị được. Chủ nhiệm lập tức nói, Tổng Giám đốc Lương yên tâm,
Tên Tần Nha Nha đúng không? Để tôi xem danh sách. Được, tôi sẽ xóa cái tên đó ra khỏi danh sách. Vài phút sau khi cúp máy, điện thoại của Tần Lâm vang lên. Alo, phụ huynh của Tần Nha Nha đúng không? Tôi muốn thông báo một chút, con của các người không đủ tư cách để nhập học, chúng tôi từ chối nhận, các người có thể tìm chỗ khác. Tần Lâm chau mày, chủ nhiệm Tôn đúng chứ, ông chắc chưa? Chủ nhiệm Tôn cười khẩy, lắm lời, tôi là chủ nhiệm khoa phụ trách chuyện này, đương nhiên là chắc chắn, bản thân các người đắc tội với ai còn không biết sao. Chủ nhiệm Tôn không biết Tần Nha Nha này là ai, chỉ thấy trong danh sách có nhân vật tên như vậy, chắc là đang chuẩn bị hồ sơ nhập học. Nhưng chuyện này cũng không thể hiểu nổi, không đắc tội với ai lại đi đắc tội với nhà tài trợ 2 triệu, đương nhiên thân phận không thể bình thường, nếu ông ta không kịp nịnh bợ, há chẳng phải cũng đắc tội với người ta rồi sao? Tần Lâm cười khẩy, chủ nhiệm như ông cũng lợi hại đấy. Chủ nhiệm Tôn cười phá lên trong điện thoại, dù sao lợi hại hơn cậu là được rồi. Nói xong, chủ nhiệm Tôn lập tức cúp điện thoại, sau đó gọi cho phòng bảo vệ. Bảo vệ, lôi cái đứa tên Tần Nha Nha và phụ huynh của nó ra ngoài. Vâng, bảo vệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ có thể làm theo lời của chủ nhiệm. Hai nhân viên bảo vệ bước tới, nói không mấy lịch sự. Ai là Tần Nha Nha, bây giờ hãy mau chóng ra ngoài, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Tần Lâm chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên có một người đàn ông đeo kính, mặc vest lao từ trong lớp ra. Cậu Tần, hiệu trưởng chạy đến phía trước, nhìn Lương Nghị và Tần Lâm rồi nói. Xin hỏi, vị nào là cậu Tần? Tần Lâm trả lời, tôi. Hiệu trưởng nhanh chóng bắt tay Tần Lâm, xin chào cậu Tần, tôi là hiệu trưởng của trường Olympian, chuyện này. Nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đứng ở đây, hiệu trưởng đang không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Các người đang làm gì vậy? Nhân viên bảo vệ sững ra một lúc, sau đó thành thật trả lời, chủ nhiệm bảo chúng tôi đuổi Tần Nha Nha và phụ huynh ra ngoài. Hiệu trưởng lập tức biến sắc. Hỗn láo, Tần Nha Nha là học sinh của trường chúng ta, còn cậu Tần lại là khách quý, sao có thể đuổi cậu ấy ra ngoài được? Điên rồi sao? Nhân viên bảo vệ ngượng ngùng, xin lỗi hiệu trưởng, đây là do chủ nhiệm nói, chúng tôi cũng không biết chuyện này. Hiệu trưởng tức đến tái xanh. Thật sự không biết điều chút nào, sao lại có thể tiếp đãi lơ là cậu Tần như thế được. Đi, gọi chủ nhiệm Tôn ra đây. Hai nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy đi, chẳng mấy chốc, chủ nhiệm Tôn đã cùng chạy ra với bảo vệ, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ông ta vẫn toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi bảo vệ có nói là hiệu trưởng không vui, hình như đang nổi giận. Hiệu trưởng, anh tìm tôi. Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn ông ta, chủ nhiệm Tôn. Nghe nói cậu định đuổi cậu Tần ra ngoài sao? Còn không cho Tần Nha Nha nhập học. Chủ nhiệm Tôn sửng sốt, có chuyện gì thế? Hiệu trưởng, tôi, hỗn láo. Ai cho cậu cái quyền làm vậy, hiệu trưởng nổi điên. Chủ nhiệm Tôn nghiêm mặt, nhỏ giọng nói. Hiệu trưởng, bởi vì bọn họ có mâu thuẫn với Tổng Giám Đốc Lương, vị này chính là Tổng Giám Đốc Lương, người đã tài trợ 2 triệu tiền thuốc cho trường. Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, 2 triệu là cái thá gì? Cậu Tần đã tài trợ cho chúng ta 100 triệu, não cậu có phải tàn rồi không? Hiệu trưởng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngác. 100 triệu, con số này cũng lớn quá rồi. 100 triệu còn có thể xây thêm mấy lầu để dạy học. Cậu Tần này căn bản không cùng đẳng cấp với Lương Nghị. Lương Nghị cũng ngẩn ra, tên nhóc này lại giàu như vậy sao? Tài trợ hẳn 100 triệu. Hiệu trưởng nhìn Lương Nghị, lạnh lùng nói. Nếu các người đã có mâu thuẫn với cậu Tần thì thật xin lỗi, tạm thời chúng tôi không thể nhận con của các người được, xin các người hãy tìm chỗ khác tốt hơn đi, chúng tôi sẽ hoàn lại nguyên vẹn chi phí 2 triệu. Sắc mặt Lương Nghị trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Tần kia, cậu đang đùa với tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, ông đây có tiền, cho dù em gái cậu có được đi học chăng nữa thì tuyệt đối tôi cũng không để yên đâu. Tần Lâm cau mày, ông dám uy hiếp tôi. Vốn dĩ chỉ là mâu thuẫn giữa trẻ con, Tần Lâm cũng không muốn làm lớn, nếu như Hầu Giai không ra tay trước thì Tần Lâm cũng chẳng thèm tính toán với trẻ con làm gì. Nhưng Lương Nghị đã uy hiếp anh, điều này khiến cho Tần Lâm cảm thấy không vui. Lương Nghị hừ lạnh một tiếng, uy hiếp cậu thì sao? Tôi nói cho cậu biết, toàn bộ Đông Hải này, một nửa vật tư y tế đều do tôi cung cấp, mối quan hệ của tôi cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Muốn đấu với tôi đúng không?
cậu cứ thử xem. Tần Lâm cười khẩy, được, vậy để tôi thử xem. Sau đó, Tần Lâm gọi đi hai cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên là gọi cho viện trưởng mới của Bệnh viện Nhân dân, Lý Trung Chính. Lúc trước Tần Lâm trở thành chuyên gia đặc biệt là nhờ vào sự giúp đỡ của viện trưởng Lý, ông ấy vô cùng xem trọng Tần Lâm. Alo, Tần Đại Sư, có chuyện gì vậy? Ông có biết Lương Nghị không? Biết, một nhà cung cấp. Từ hôm nay trở đi, hãy dừng việc hợp tác giữa các bệnh viện lớn và ông ta. Lý Trung Chính sững ra một lúc, cậu Tần, Bệnh viện Nhân dân của chúng ta thì không sao, nhưng các bệnh viện khác tôi không thể ra lệnh được. Viện trưởng Lý chỉ có thể tự quản lý bệnh viện của mình chứ không thể ra lệnh cho các bệnh viện khác được, dù có góp ý thì mọi người cũng khó có thể nghe theo. Tần Lâm mỉm cười, không cần ra lệnh, nói với bọn họ là Lương Nghị có mâu thuẫn với tôi, nếu bệnh viện nào nhập nguồn cung của ông ta thì sẽ bị tôi cho vào danh sách đen. Lý Trung Chính trả lời, được, tôi sẽ đi thông báo ngay. Sau đó, Tần Lâm gọi cuộc thứ hai. Cậu Tần, tôi là Bùi Lương. Tìm hiểu cho tôi về Lương Nghị, một nhà cung cấp dược liệu. Cậu Tần, tôi đã từng nghe qua Lương Nghị này, sao thế, chọc giận cậu rồi à, để tôi đi xử hắn. Tần Lâm nói, không cần giết đâu, phái một vài người đi xem ông ta có làm ra chuyện xấu gì không, cứ vậy mà làm là được. Vâng, cậu Tần. Sau hai cuộc điện thoại, sắc mặt của Lương Nghị có chút thay đổi, nhưng suy nghĩ một hồi, ông ta bỗng điềm tĩnh trở lại. Cậu giả vờ giỏi thật đấy. Cậu nghĩ cậu là ai? Gọi hai cuộc điện thoại là có thể hù dọa được tôi à? Lương Nghị chưa kịp nói xong, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại vừa rung lên, ông ta có chút chột dạ, sau đó nhìn thấy người gọi, lập tức chau mày. Alo, viện trưởng Hách. Tổng giám đốc Lương, tôi báo cho cậu biết, sau này chúng tôi sẽ không lấy nguồn cung y tế bên cậu nữa, chúng ta ngừng hợp tác đi. Lương Nghị sững ra một lúc, viện trưởng Hách. Tại sao vậy? Không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Ngoại trừ tôi thì còn ai có thể cho ông mức giá thấp như vậy được chứ? Viện trưởng Hách cười khẩy, chúng tôi cũng không cần mức giá rẻ đó, cùng lắm thì tìm chỗ đắt hơn một chút, bản thân cậu đắc tội với ai chắc cũng biết nhỉ. Nói xong, viện trưởng Hách trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại của Lương Nghị liên tục đổ chuông, còn có cả tin nhắn Zalo, điện thoại, email. Tổng giám đốc Lương. Tôi là viện trưởng của Bệnh viện Nhi đồng Đông Hải, chúng tôi muốn kết thúc hợp đồng với quý công ty, sau này không qua lại nữa. Tôi là viện trưởng Triệu của Bệnh viện Ung thư, từ nay về sau Tổng Giám đốc Tôn sẽ là người cung cấp thiết bị cho bên chúng tôi. Tổng Giám đốc Lương, tôi cũng không biết anh nghĩ gì nữa, lại dám đắc tội với Tần Đại Sư, trong ngành này ai mà không biết ảnh hưởng của Tần Đại Sư chứ? Anh muốn chết à? Lương Nghị như chết lặng khi nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác và cả đống tin nhắn. Không chỉ bệnh viện, mà cả các nhà thuốc lớn, viện dưỡng lão và một số nơi khác có nhu cầu sử dụng thiết bị y tế đều gọi ông ta để chấm dứt hợp tác. Ảnh hưởng của Tần Đại Sư ở trong ngành phải gọi là hàng đầu. Vốn dĩ anh rất có uy tín trong các bệnh viện lớn ở Đông Hải, cộng thêm việc đã lên đài truyền hình Trung ương làm bác sĩ chính, cho nên thân phận và địa vị đều hơn người. Toàn quốc chỉ có vài bậc thầy đông y mà còn ngưỡng mộ Tần Đại Sư chứ đừng nói đến các nhân viên y tế khác. Người làm ngành này mà dám uy hiếp Tần Đại Sư thì thật sự muốn tìm đến cái chết mà. Lương Nghị bước đi lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững, đầu óc choáng váng. Toi rồi, lần này toi thật rồi sao? Lương Nghị mất tất cả khách hàng cùng một lúc, tất cả các thiết bị y tế trong nhà máy của ông ta sẽ bị hư hỏng, nếu bán không được ra ngoài sẽ khiến ông ta thua lỗ. Những ông chủ như thế này nhìn bề ngoài rất hoành tráng, có hàng chục triệu trong tay, nhưng thực chất giá trị thực tế và tiền gửi ngân hàng lại không giống nhau. Lương Nghị đột nhiên mất khách và không bán được hàng, điều này đã trực tiếp cắt đứt nguồn tài chính của ông ta, vốn dĩ đây chính là một công việc làm ăn béo bở, nhưng trong phút chốc lại chẳng còn gì cả. Sắc mặt Lương Nghị xám xịt như xác chết, lúc này ông ta cảm thấy vô cùng hối hận. Hiệu trưởng cau mày, nói với bảo vệ. Được rồi. Đuổi bọn họ ra ngoài đi. Nhân viên bảo vệ đẩy Lương Nghị và con gái ông ta ra ngoài, trực tiếp đuổi ra khỏi cổng trường. Sau khi ra khỏi cổng trường, đột nhiên có vài người vây quanh, tóc nhuộm vàng, mặc áo khoác da, trông hệt như mất tên xã hội đen. Ông là Lương Nghị đúng không? Vẻ mặt Lương Nghị trở nên căng thẳng, tôi chính là Lương Nghị, các người là ai? Tên xã hội đen vỗ vai Lương Nghị, nhếch mép nói.
Sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua lại đấy, ông yên tâm đi, chúng tôi đều là người tốt. Nhìn thấy đám côn đồ này, Lương Nghị toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt xám xịt. Tất cả những chuyện này xảy ra là vì lúc nãy ông ta đã dám uy hiếp Tần Đại Sư, nếu không mọi việc cũng sẽ không đến mức này. Lương Nghị thật sự hối hận rồi. Hiệu trưởng đích thân xử lý, cho nên việc thủ tục nhập học đã hoàn thành rất nhanh, không có hầu giai, tâm trạng của Tần Nha Nha cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hầu hết những đứa trẻ ở trong trường đều rất có tố chất, Tần Lâm cũng vô cùng hài lòng về ngôi trường này. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Tần Lâm đưa Nha Nha rời đi trước, ngày mai sẽ đưa cô bé quay lại trường. Anh, em nằm mơ sao? Tần Lâm đưa cô bé đi mua quần áo mới, đến tiệm tóc làm tóc, cho cô ăn mặc hệ như một tiểu công chúa. Thiện cảm của Tần Nha Nha đối với Tần Lâm đã tăng lên rất nhiều, từ nhỏ cô bé đã luôn bị bắt nạt, sau đó lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi, rồi bị các trại trẻ mồ côi đẩy đi đẩy về, cuối cùng bây giờ cũng đã có người đối xử tốt với cô bé, điều này làm cho Nha Nha cảm thấy vô cùng ấm áp. Khi Tần Nha Nha đang làm tóc trong một tiệm tóc, thợ cắt tóc đang tết tóc cho cô bé, bỗng có một nam một nữ bước vào. Tần Lâm cau mày, có chút không thể nhận ra được hai người, các người là. Tôi là Vu Cường, chúng ta là bạn học hồi cấp 2, đây là Ngải Linh, cậu còn nhớ không? Tần Lâm gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra. Bởi vì sự nghiệp học tập của Tần Lâm tương đối ngắn, lại có chuyện xảy ra với gia đình lúc đi học, cho nên bạn học của anh cũng không nhiều, cơ bản cũng khó để có thể nhớ được. Còn các bạn học có thể nhớ anh là vì thân phận đặc biệt của Tần Lâm, đại thiếu gia của nhà họ Tần. Thời điểm đó các bạn học đều đổ xô đi nịnh bợ Tần Lâm. Mặc dù hồi cấp 2 không có mấy ai hiểu sự đời, nhưng bố mẹ của bọn họ luôn dặn rằng phải có mối quan hệ tốt với Tần Lâm. Nhưng dù sao sức lực của Tần Lâm cũng có giới hạn, không thể có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người được, vậy nên người nào muốn nịnh bợ mà không được sẽ tự nhiên ôm hận trong lòng. Ví dụ như Vu Cường đây. Năm đó suốt ngày đi nịnh bợ Tần Lâm, kết quả không thành công, sau này nhà họ Tần sa sút. Anh ta vô cùng vui mừng, may mà năm đó không làm thân với Tần Lâm, nếu không cả nhà anh ta cũng bị liên lụy. Hôm nay gặp lại Tần Lâm, đúng là thế sự xoay vần mà. Tần Lâm, lâu rồi không gặp, cậu có con rồi à? Nhìn thấy Tần Lâm dẫn theo một cô bé lớn như vậy, bọn họ cũng hơi kinh ngạc. Tần Lâm nói, không phải, đây là em gái của tôi. Ồ, làm tôi sợ hết hồn, còn tưởng rằng cậu bỏ học xong liền kết hôn sinh con luôn. He he, rất nhiều người không học đại học hay kết hôn sớm lắm, có lẽ ở vùng nông thôn hay làm như thế, có điều đàn ông có chí hướng bây giờ vẫn để sự nghiệp lên đầu, 27-28 tuổi kết hôn vẫn còn hơi sớm. Vu Cường nói rất khách khí, nhưng trên thực tế, trong lời nói đầy sự châm biếm, như muốn rát vàng lên mặt mình. Gần đây, sự nghiệp của anh ta không tồi, vậy nên mới có tự tin nói như vậy. Đúng rồi, Tần Lâm, hôm nay chúng ta có buổi họp lớp đấy. Không có ai liên lạc được với cậu, hôm nay lại gặp nhau, cậu cũng đi cùng đi, thấy thế nào? Tần Lâm nhíu mày, nhiều năm không liên lạc như vậy, tôi cũng chẳng quen ai, mấy người cứ đi đi. Tần Lâm khéo léo từ chối, đều là bạn học cấp 2, không có nhiều ấn tượng, khi gặp lại sẽ cảm thấy ngại ngùng lắm, thế nên không gặp thì hơn. Vu Cường thì lại rất nhiệt tình, đi một tí đi, đều là bạn học cũ, đúng rồi, Nhậm Lộ người bạn cũ trước đây của cậu nay cũng đến đấy. Ồ, Tần Lâm có hơi do dự, bạn học cấp 2 mà đáng để anh nhớ chỉ có mỗi mình Nhậm Lộ. Năm đó, khi lên lớp, gia cảnh nhà Nhậm Lộ cũng không tồi, không cần phải nịnh hót mấy thiếu gia nhà giàu khác, vậy nên Tần Lâm cũng khá thân với Nhậm Lộ, chỉ có điều 10 năm không gặp, đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Vu Cường vô cùng nhiệt tình, kéo vai Tần Lâm, đi thôi, bạn học cấp 2 tụ họp thì có gì ngại, thiếu cậu cũng mất vui. Tần Lâm gật đầu, được rồi. Đi gặp Nhậm Lộ cũng tốt, 10 năm rồi, không biết anh ấy sống như thế nào. Làm tóc xong, Tần Lâm gọi điện cho dì Phùng bảo dì ấy qua đón Nha Nha về. Nhìn thấy dì Phùng và Nha Nha rời đi, Vu Cường cười. Hôm qua anh nhìn thấy một chuyện rất buồn cười, bảo là đi họp lớp, nếu như sống không tốt lắm, đi xe điện còn đội mũ bảo hiểm, em đoán vì sao? Ngải Linh sững sờ, lắc đầu, không biết, tại sao vậy? Vu Cường nói, bởi vì sợ gặp phải bạn học đi BMW của mình, như vậy thì ngại lắm. Ha ha ha, chồng em hài hước quá. Hai người chồng hát vợ khen hay,
khiến cho Tần Lâm hạn hán lời. Lời Vu Cường nói đơn giản chính là để châm chọc Tần Lâm, bây giờ anh ta lái BMW, cửa cũng chỉ có một chiếc xe đỗ, hiển nhiên là Tần Lâm không có xe. Vậy nên Vu Cường mới nói đùa như vậy, để thể hiện sự hơn người của mình. Ngải Linh cũng cảm thấy thú vị, họp lớp không phải để làm vậy sao? Lúc trước nhà họ Tần cũng cùng đẳng cấp với bọn họ, nhưng mấy năm qua đi rồi, có thể thấy rõ khoảng cách giữa người với người. Có người làm ông chủ, có người chỉ làm thuê thôi, cảm giác thế sự xoay vần này chính là trung tâm của buổi họp lớp. Nói thực lòng, Tần Lâm nhìn rõ mấy tâm tư nhỏ của đám người này nhưng anh cũng không tính toán với bọn họ. Cứ như quý tộc, người giàu có không muốn tranh chấp với đám dân thường làm gì. Một người dân thường khoe khoang quần áo mới với anh, một người có quyền có thế như anh sẽ quan tâm chắc, chỉ cười mỉm, chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Ngải Linh làm tóc xong, ba người đi ra khỏi tiệm làm tóc. Vừa đi ra, Vu Cường đã lấy chìa khóa BMW đeo ở thắt lưng của mình ra, ấn một cái. Chiếc BMW Series 7 màu trắng kêu tít tít một tiếng, thu hút được vô số ánh nhìn của mọi người. Con BMW kia được phết nhỉ, cũng phải 400-500 nghìn nhỉ. Đâu, đây là Series 7, không phải Series 5, chắc cũng phải 800-900 nghìn, nếu nội thất cao cấp thì chắc cũng phải cả triệu. Quả nhiên là Series 7, đẹp hơn hẳn Series 5, đúng là siêu xe mà. Có thể lái được chiếc xe này cũng là kẻ sinh ra ở vạch đích đấy. Cả đời này tôi mà mua được một chiếc Series 5 đã là tốt lắm rồi. Nhìn thấy không ít người bình phẩm khen ngợi, trong lòng Vu Cường lại cảm thấy mình thật ưu việt, đi đến đuôi xe còn cố ý vuốt chữ số 7 ở đầu. Chiếc Series 7 này dài hơn Series 5 nhiều, đỗ xe cũng phiền phức lắm. Vu Cường cố ý nói một câu như vậy là muốn khoe khoang xe của anh ta, sau đó nói với Tần Lâm. Cậu cũng lên xe đi, đúng lúc tôi gặp cậu đỡ phải đi tàu điện ngầm. Nói xong, Vu Cường và Ngải Linh lên xe, Tần Lâm cũng không tính toán với bọn họ, cứ để cho bọn họ khoe khoang vậy, sau đó liền lên xe. Sao nào, Tần Lâm, chiếc xe này rộng rãi nhỉ? Không gian bên trong xe của Series 7 lớn hơn Series 5 nhiều, dù sao cũng là xe cả triệu tệ, nên phía sau vô cùng rộng rãi. Tần Lâm gật đầu, không tồi, to hơn xe tôi nhiều. Đây là lời xuất phát từ trong lòng anh. Chiếc xe thể thao Bugatti của anh chỗ ngồi khá hẹp, mặc dù rất sang, tốc độ rất nhanh, nhưng tính thực dụng không cao, Tần Lâm vẫn luôn muốn đổi xe, nhưng không có thời gian đi xem. Nghe Tần Lâm nói vậy, Vu Cường và Ngải Linh nhìn anh. Cậu có xe? Tần Lâm bảo rộng hơn xe anh, hiển nhiên là Tần Lâm cũng có xe, nếu không sao nói được câu này. Buồn thật, trông bộ dạng của anh mà cũng mua được xe. Mặc dù bây giờ xe rất rẻ nhưng không phải tầng lớp lao động nào cũng mua nổi xe, dù sao xe cũng không phải đồ thiết yếu, nhiều người có tiền sẽ suy xét đến việc mua nhà trước. Tần Lâm gật đầu, có xe, nhưng không lái. Anh cũng không cần nói dối bạn học làm gì, cũng không muốn giả vờ gì cả, chỉ nói thực lòng thôi. Vu Cường bĩu môi, nhìn Ngải Linh, cảm thấy Tần Lâm chém gió quá. Có xe nhưng không lái. Mà ngồi taxi. Chắc là nhìn thấy Vu Cường có xe, vậy nên hơi đố kỵ, cố ý nói như vậy để lấy lại chút mặt mũi đây mà. Vu Cường và Ngải Linh cũng hiểu nên chẳng thèm nói lại. Chẳng mấy chốc, đã đến một khách sạn rất sang trọng, nhà hàng Nhật Bản Vị Kiến cũng được coi là nhà hàng Nhật sang trọng nhất Đông Hải. Sau khi xuống xe, không ít bạn học đã đợi ở cổng. Nhìn thấy Vu Cường đến, mọi người lập tức vui vẻ kinh ngạc. Đậu má, Vu Cường bây giờ lợi hại ghê. Còn lái BMW. Đây không phải là BMW bình thường đâu, Series 7 đấy. Đúng là người giàu mà, sau này gọi cậu là Tổng Giám Đốc Vu được không? Sao bây giờ Tổng Giám Đốc Vu mới đến vậy? Ngải Linh càng ngày càng xinh đẹp nhỉ, trai tài gái sắc. Vừa nhìn thấy Vu Cường sống tốt như vậy, mọi người đều lại gần nịnh bợ. Sau đó Tần Lâm cũng đi ra từ sau, mọi người có hơi không nhận ra. Nhìn mãi mới nhận ra anh. Đậu má, Tần thiếu gia. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, bởi vì nhiều người nghe nói Tần Lâm chết rồi, cũng có người nói Tần Lâm chạy trốn đến nông thôn rồi, dù là như thế nào thì nhìn thấy Tần Lâm xuất hiện thì cũng vô cùng kinh ngạc. Có điều ngay sau đó mọi người lập tức lộ ra vẻ ngại ngùng. Ha ha, không thể gọi là Tần thiếu gia nữa, gọi là Lão Tần đi. Đúng, gọi Lão Tần đi, nghe rất thân mật, ha ha ha.
nhà họ Tần không còn nữa, Tần Lâm cũng không còn là đại thiếu gia nữa, vậy nên gọi Tần thiếu gia cũng không thích hợp nữa. Phu Cường nói, lúc nãy tôi gặp Tần Lâm trước tiệm cắt tóc, vừa vặn cậu ta không có xe nên tôi lôi đến đây cùng luôn. Phu Cường không quan tâm Tần Lâm có thực sự có xe không, dù sao anh ta cũng cho rằng không có là không có nên cứ giới thiệu như vậy. Không ít người nở nụ cười khinh bỉ. Lúc còn đi học, Tần đại thiếu gia giàu có biết bao, rất nhiều người theo sau nịnh bợ, tranh nhau bợ đít anh, không ít nữ sinh cũng vô cùng ái mộ anh. Kết quả bây giờ, tham gia buổi họp lớp mà còn phải đi nhờ xe người khác, ngại ngùng thật. Sau khi Vu Cường đến, một bạn học nam đột nhiên nói. Đúng rồi lão Tần, lần họp lớp này chúng ta trả tiền riêng, tổng giám đốc Phu chưa bảo cậu nhỉ, nhà hàng Vị Kiến này không rẻ đâu, một suất buffet 888 tệ, cậu trả được không? Nói xong, mọi người đều lộ vẻ ngại ngùng. Trước khi đến bọn họ đã biết rồi, nhà hàng Nhật này là nhà hàng cao cấp nhất Đông Hải, buffet có giá 888 tệ một người, đương nhiên toàn là cá biển tôm hùm, nên cũng đáng giá. Chỉ có điều, một buffet hết 888 tệ thì xa xỉ với người bình thường quá. Ái, mọi người đừng làm khó người ta mà, cũng không thông báo trước, nhỡ may người ta không mang đủ từng nấy tiền thì sao? Thế này đi, lão Tần đừng ăn buffet, cứ gọi vài món chúng ta cùng ăn là được. Vậy thì làm sao được, nhà hàng người ta đã có quy định, khu buffet riêng gọi món riêng, không ngồi lẫn được. Hai, không có cách nào rồi. Phu Cường sững sờ, thực ra anh ta cũng sớm biết chuyện này rồi, có điều chuyện xảy ra thì cũng phải tỏ ra không biết gì. Không ngờ lại như vậy, do tôi suy xét không chu toàn rồi, nếu như tôi gọi Tần Lâm đến mà cậu ta không trả nổi tiền, thì tôi mời, mọi người đừng để ý là được. Ha ha, tổng giám đốc Phu hào phóng quá. Được rồi, mọi người mau vào đi. Nghe thấy mấy người kẻ sướng người họa, Tần Lâm cũng bất đắc dĩ, không cần, tôi tự trả, đúng rồi, Nhậm Lộ đâu? Tần Lâm đến là vì tìm muốn ôn lại chuyện cũ với Nhậm Lộ, nếu như Nhậm Lộ không ở đây, anh cũng lười tụ tập với đám này. Ha ha, Nhậm Lộ chắc đang tăng ca đó, chắc cậu ta còn chưa hoàn thành KPI mà tổng giám đốc Phu giao cho. Lúc này, mọi người nhìn về phía Vu Cường. Ồ, Nhậm Lộ đang làm thuê cho tổng giám đốc Phu á? Phu Cường giả vờ như không quan tâm, ha ha, đều là bạn học, giúp được chút nào hay chút ấy. Đây là công việc bình thường, chỉ có điều Phu Cường là quản lý nhỏ, có thể quản được Nhậm Lộ, trong mắt anh ta làm vậy như ban ơn cho Nhậm Lộ vậy. Giúp anh ấy tìm công việc, thì cả đời này phải biết ơn anh ta. Phu Cường cười ha ha nói, đợi một chút, tôi gọi điện cho Nhậm Lộ, lúc nào chẳng phải bán hàng, nhưng họp lớp thì không thể để lỡ được, đúng không? Phu Cường ra vẻ ông chủ lớn, nói năng vô cùng hào sảng, tạo cho người khác cảm giác anh ta rất có khí phách. Cầm điện thoại lên, đứng trước mọi người gọi. Alo, Nhậm Lộ, hôm nay bán hàng thế nào? Đầu bên kia cười khổ, tổng giám đốc Phu, hôm nay phải bán được một chiếc xe. Phu Cường cười cười, không sao, thêm một chiếc hay thiếu một chiếc không sao cả, tôi không thiếu chút tiền ấy, mau qua đây ăn cơm đi. Vâng tổng giám đốc Phu. Cúp máy xong. Phu Cường nở nụ cười, anh ta đúng là cố ý làm vậy đó. Hôm nay đáng nhẽ Nhậm Lộ không cần tăng ca, nhưng vì muốn ra vẻ trước mặt bạn học nên tổng giám đốc Phu mới cố ý phân KPI cho Nhậm Lộ, rồi đứng trước mặt bạn học gọi cuộc điện thoại này. Cúp máy xong, mọi người bắt đầu suýt xoa. Lúc trước là bạn học, bây giờ đã là cấp trên cấp dưới rồi, Phu Cường sống tốt thật. Đúng vậy, vậy nên mới nói lúc đi học không nhìn ra được mà. Lúc trước tổng giám đốc Phu không có kết quả học tập quá tốt, kết quả khi vào xã hội thì lại có năng lực đến vậy. Có năng lực không có liên quan đến học hành, tổng giám đốc Phu như vậy là do trời sinh là người giỏi rồi. Phu Cường nghe thấy vậy, cười nhạt, anh ta rất thích được mọi người bợ đít, anh ta nói. Thật ra tôi cũng chỉ nỗ lực vì mai sau thôi. Khi đang vừa nói vừa cười, Nhậm Lộ cũng đến nơi, mặc vest đen, sơ mi trắng, trông y hệt một nhân viên bán hàng. Tổng giám đốc Phu, mọi người, xin lỗi tôi đến muộn quá. Phu Cường cười nhạt, không sao, do công việc mà, đi thôi, đỗ xe hộ tôi đi. Nói xong, Phu Cường vứt chìa khóa xe cho Nhậm Lộ. Nhậm Lộ hơi sững sờ, có hơi ngại ngùng. Đỗ xe vốn là việc của người gác cửa của khách sạn, mà Phu Cường lại đứng trước mặt mọi người bắt Nhậm Lộ đi đỗ xe, rõ ràng muốn thể hiện khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.
Nhậm Lộ cười gượng, cũng không nói gì, dù sao anh ấy cũng chỉ làm thuê cho Vu Cường, thể diện là cái thá gì chứ, có quan trọng bằng bát cơm không? Nhậm Lộ. Lúc này Tần Lâm hét một tiếng, đi ra từ trong. Nhậm Lộ lập tức kinh ngạc vui mừng. Ui đậu má, lão Tần, cậu đến đây à? Lúc trước Nhậm Lộ biết chuyện của Tần Lâm, nhưng anh ấy chỉ là dân thường, không có cách nào giúp được, sau này cũng không liên lạc được với Tần Lâm, liền cắt đứt từ đó. Không ngờ lần họp lớp này có thể giúp anh ấy gặp được Tần Lâm, đúng là vui mừng vô cùng. Tần Lâm tiến lên, lấy chìa khóa trong tay Nhậm Lộ vứt cho người gác cửa, sau đó kéo vai anh ấy lôi vào khách sạn. Người gác cửa vội vàng cầm lấy chìa khóa xe đi đỗ xe. Sắc mặt Phu Cường hơi trầm xuống, tên Tần Lâm này biết giả bộ thật. Ha ha, được, mọi người đi ăn cơm thôi. Nhà hàng Vị Kiến này là một nhà hàng Nhật, vừa tiến vào đã có nhân viên phục vụ mặc trang phục kiểu Nhật, đầu bếp cũng mời từ Nhật đến, khá chính tông. Sau khi vào, Phu Cường đặt hẳn một phòng riêng to, có bàn dài và trải chiếu tatami, vừa vặn bạn học có thể ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ hỏi. Xin hỏi, mọi người ăn buffet hay gọi món? Có thể nói, gọi món vẫn rẻ hơn một chút, buffet là vì cái gì cũng có thể ăn nên giá thành có hơi cao. Có một số tầng lớp lao động không chấp nhận nổi mức giá 888 tệ này, nhưng vẫn muốn thử một chút món ăn Nhật chính tông nên chỉ chọn mấy món đặc biệt, có thể rẻ hơn rất nhiều. Bạn học cũng nghiên cứu qua rồi, mọi người tụ tập ăn, vui là chính, vậy nên đều chọn ăn buffet 888 tệ. Phu Cường nói, chúng tôi chọn ăn buffet. Vâng thưa anh. Nhiều người như vậy ăn buffet không cần gọi món, nhân viên phục vụ đã sắp xếp sẵn, cơ bản món nào cũng có, thiếu lại thêm, nhân viên phục vụ làm rất đến nơi đến chốn. Từng món một được bưng lên, Phu Cường giới thiệu như chủ tiệc. Đây là sashimi cá hồi, đây là sò bắc cực, đây là tôm ngọt. Đây đều là những món hải sản ở vùng nước sâu nên nếu như muốn ăn sống, nhất định phải bảo đảm được độ tươi của nguyên liệu, mấy thứ này đều là được vận chuyển bằng được hàng không từ Nhật Bản đến, không giống với thủy sản mua từ chợ, mọi người có thể thử xem. Rất nhiều người không đợi được mà bắt đầu động đũa. Cá hồi này tôi từng mua rồi, có điều mua ở chợ nên không dám ăn kiểu sashimi, mỗi lần đem về đều nấu lên, xa xỉ quá. Đúng vậy, chợ bán mấy loại này toàn 8-90 tệ nửa cân, loại tươi ngon này càng đắt hơn. Dân thường như chúng tôi không mua nổi. Vẫn là tổng giám đốc Phu lợi hại, vừa nhìn liền biết là thường đến những nơi sang trọng thế này, cái gì cũng hiểu. Phu Cường cười mỉm, cũng không quá thường xuyên, mấy cái này ăn mấy lần là ngán, nếu như ngày thường không ăn ăn một lần mới thấy ngon, đúng không Tần thiếu gia? Tần Lâm vẫn đang nói chuyện với Nhậm Lộ, nghe thấy Phu Cường gọi mình, nhíu mày. Ăn mà cũng không chặn được miệng của cậu nhỉ. Tần Lâm không quan tâm đến anh ta. Không đồng nghĩa với việc phải đối tốt với anh ta. Vừa mới vào, Phu Cường đã bắt Nhậm Lộ đỗ xe cho anh ta, Tần Lâm đã thấy khó chịu rồi. Phu Cường nhíu mày, vẻ mặt không vui, đồ chó má, đúng là không biết điều. Ngài Linh cười khẩy, cho ngồi ké xe đến họp lớp mà cũng kiêu ngạo vậy à. Phu Cường hừ một tiếng, mấy người đừng chỉ nói chuyện, ăn chút đồ đi, nếu như cái gì không biết ăn, tôi dạy cho. Nhậm Lộ. Cái đống mày xanh là mù tạc, phải pha cùng giấm và tương ở bên cạnh. Nhậm Lộ cười ngược, vội vàng pha theo lời Vu Cường, đây cùng là lần đầu tiên anh ấy ăn đồ Nhật chính tông, nên khá lo sợ. Tổng giám đốc Phu lợi hại thật. Mặc dù là ai trả tiền người nấy, nhưng Vu Cường rõ ràng sống tốt hơn đám bạn học này, hơn nữa còn kinh doanh xe hơi, sau này mua xe còn có thể tìm anh ta, bảo anh ta giảm giá chút, vậy nên vẫn phải bợ đít anh ta. Một lúc sau, nhân viên phục vụ bưng ra một tô bạch tuộc trộn, bên trên còn có một lớp dầu ớt, trông có vẻ vô cùng ngon miệng, mọi người đều giơ ngón trỏ lên. Sau đó, nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một chiếc bánh mì, đặt ở trên đĩa. Nhân viên phục vụ lùi về sau mới có người dám hỏi, Tổng Giám Đốc Phu, bánh mì để làm gì vậy? Phu Cường nghĩ một lúc, cậu từng ăn đồ Tây rồi phải không? Đây là bánh mì để ăn khai vị, cái này cũng vậy đó. Ồ, hóa ra là vậy. Phu Cường cầm bánh mì lên ăn, vừa cho vào miệng đã nhíu mày, cái bánh mì này vừa cứng vừa khó ăn, không biết đây là tập tục gì, bánh mì khai vị của nhà hàng Tây vừa mềm vừa ngon. Nhậm Lộ cũng cầm bánh mì lên, học theo cách của Phu Cường ăn, đột nhiên Tần Lâm vỗ vai anh, lắc đầu. Trước mặt mọi người,
gắp bạch tuộc lên đặt trên bánh mì. Dầu đỏ bên trên sẽ thấm vào bánh mì, hút sạch hết, sau đó mới ăn bạch tuộc trộn. Lúc này, mọi người mới hiểu, hóa ra bánh mì này không dùng để ăn mà để hút dầu. Nếu không có quá nhiều dầu, cho vào miệng sẽ không ngon. Trong nháy mắt, Vu Cường xấu hổ vô cùng. Hành động này của Vu Cường đúng là làm trò, lúc trước mọi người còn bảo anh ta giỏi quá, thường đến chỗ này ăn, kết quả bánh mì dùng để hút dầu cũng không biết, lại dùng để ăn. Bánh mì này rõ ràng khá cứng, không dùng để ăn, chỉ dùng để hút dầu mà thôi, rất khó ăn, nhìn vẻ mặt của Vu Cường liền biết. Mọi người đều trầm ngâm không nói gì, dù sao cũng không có ai học theo cách ăn của Vu Cường, bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. IQ của Ngải Linh khá cao, vội vàng cười cười giảng hòa. Không ngờ bánh mì này là có công dụng như vậy, chồng ơi, chúng ta thử xem. Sắc mặt Vu Cường lúc này mới hòa hoãn hơn chút, dùng phần bánh mì còn lại, học theo cách của Tần Lâm mà ăn. Đám người này nói thật lòng, đa phần đều là người bình thường, dù có tiền thì cùng lắm cũng chỉ như Vu Cường thuộc loại bậc trung mà thôi. Còn Tần Lâm, anh mới thực sự là thiếu gia nhà giàu hàng thật giá thật, là quý tộc thật sự. Vu Cường không biết nghĩ gì, lại muốn hạ thấp Tần Lâm trên phương diện tri thức, mà thể hiện mình. Khi ăn cơm, Tần Lâm và Nhậm Lộ nói chuyện rất nhiều, mặc dù 10 năm không gặp, nhưng lúc trước khi còn đi học, hai người rất thân, bây giờ nói chuyện cũng rất hợp cả, cứ như 10 năm trước vậy. Tớ còn nhớ ra cảnh nhà cậu lúc trước không tồi, sao bây giờ lại đi làm nhân viên bán hàng. Lúc trước Nhậm Lộ cũng là cậu ấm nhà giàu, mặc dù không giàu bằng nhà Tần Lâm. Nhưng cũng hơn nhà mấy bạn học đang ngồi đây. Nhậm Lộ thở dài nói, đừng nhắc đến nữa, bố tớ chơi chứng khoán, chơi quá tay, đầu tư toàn bộ gia sản của nhà tớ vào, kết quả khuynh gia bại sản, suýt nữa còn không có cơm mà ăn. Tần Lâm nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, cái trò chơi chứng khoán có thể giàu nhanh nhưng rủi ro khá lớn. Nếu như thực sự đổ hết gia tài vào, cho dù giàu như nhà Nhậm Lộ cũng không trụ nổi. Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Nhậm Lộ nhìn Vu Cường nói, chẳng phải tớ làm nhân viên bán hàng sao, bây giờ Vu Cường là quản lý của cửa hàng 4S bọn tớ, tớ dựa vào quan hệ với cậu ta mới kiếm được công việc này, cậu ta cho tớ không ít phần trăm hoa hồng. Nhậm Lộ nói nhỏ, Vu Cường này ngày nào cũng thích giả giàu, mua xe BMW cũ mà cứ hoành hoang, có điều cứ để cậu ta giả vờ đi, cái loại quản lý ngu này cũng không gây phiền phức cho tớ, tớ sống rất thoải mái. Tần Lâm cười, Nhậm Lộ này vẫn như trước. Chuyện gì cũng rất sắc bén. Làm việc dưới trướng tên Vu Cường này, mặc dù ngày ngày phải nhìn anh ta khoe khoang, nhìn anh ta thể hiện, nhưng đổi góc độ khác mà nói, anh ta vì khoe khoang mình giàu nên nhất định sẽ đối tốt với Nhậm Lộ. Như hôm nay huênh hoang địa vị của mình trước mặt bạn bè, cho anh ấy nghỉ, bữa ăn này cũng do anh ta mời. Trong tiệm cũng thế, Nhậm Lộ khó tránh được những lúc làm việc không tốt, có điều Vu Cường thích giả giàu nên không trừ lương anh ấy. Anh ta coi Nhậm Lộ là tiểu đệ, Nhậm Lộ coi anh ta là thằng ngu, ai cũng không thiệt. Nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ, những bạn học khác cũng bàn tán sôi nổi. Tổng giám đốc Vu, chắc mọi người đều đến cả rồi, ngay cả Tần thiếu gia cũng đến rồi, sao không mời Điền Nữ Thần vậy? Điền Nữ Thần, tên là Điền Lộ, là người vô cùng đặc biệt trong lớp họ, là người của giới giải trí. Lúc trước Điền Lộ thi đỗ đại học truyền thông, vẫn luôn sống ở phương Bắc. Cuộc sống cũng bình thường thôi, cũng không có công việc tử tế gì, làm ca sĩ hát nhạc sống ở quán bar. Sau này cuối cùng tham gia vào chương trình tìm kiếm tài năng, Điền Lộ giành được vị trí số 6, mặc dù không phải vị trí cao nhưng cũng được công ty đại diện nhìn chúng, ký hợp đồng, trở thành ca sĩ chính thức. Sau khi tham gia vào giới showbiz, bởi vì tài năng ca hát thuộc dạng tầm thường nên cũng chẳng nổi lắm, may mà ngoại hình xinh đẹp nên theo đuổi con đường trở thành thần tượng. Nhắc đến Điền Lộ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tần Lâm. Lúc trước Tần Lâm dính líu với nhiều nữ sinh, Điền Lộ cũng chỉ là một trong số đó, hơn nữa cũng là người thành công tiếp cận được anh nhất. Điền Lộ vì hát hay múa giỏi, tính tình hoạt bát, nên được nhiều người yêu quý, lúc đó chơi khá thân với Tần Lâm, suýt nữa còn hẹn hò với anh. Có điều lúc nhỏ, Tần Lâm có khá nhiều bạn để chơi cùng, Trúc Linh Linh, Diệp Vãn Nhi, sao có thể để ý đến Điền Lộ được. Vậy nên sau này cũng lạnh lùng với cô ta, coi như là từ chối khéo Điền Lộ, chuyện này cũng khá rùm beng, nhiều người đều cho rằng Tần Lâm đá cô ta. Mặc dù là chuyện của 10 năm trước, nhưng bây giờ nhớ lại thì vẫn vô cùng ngại ngùng,
nếu như Tần Lâm và Điền Lộ gặp nhau tại đây, e rằng còn ngại ngùng hơn nữa. Điền Lộ bây giờ là nữ thần rồi, cũng có mấy trăm nghìn fan, còn Tần Lâm là một tên nghèo rách, đến xe còn chẳng có, khoảng cách giữa hai người lớn vô cùng. Phu Cường cười, tôi vẫn giữ liên lạc với Điền nữ thần, cô ấy nói sẽ đến, sẽ đi tăng hai với chúng ta, nhưng cô ấy không ăn cơm, sợ bị người khác nhận ra đòi chụp chung, xin chữ ký, khiến mọi người ăn mất ngon. Mọi người không khỏi cảm thán, đúng là nổi tiếng có khác, ăn bữa cơm mà cũng phải cẩn thận như vậy, đây đúng là cuộc sống của người nổi tiếng mà. Tần Lâm chẳng hề quan tâm, loại người như Điền Lộ chẳng qua chỉ là một người bé nhỏ mà thôi. Lúc trước khi Tần Lâm còn là đại thiếu gia của nhà họ Tần, bên cạnh có vô số cô gái ve vãn, người không quan trọng như Điền Lộ, sao anh có thể để ý đến được? Bây giờ cậu bán xe hả? Tần Lâm tiếp tục nói chuyện với Nhậm Lộ. Ừ, cửa hàng của Vu Cường, xe gì cũng có, tiếc là toàn mấy xe hàng triệu, tớ còn chẳng mua nổi con xe quèn nữa, ha ha. Nhậm Lộ thở dài, sau đó liền cạn chén. Lúc trước cũng là thiếu gia nhà giàu. Bây giờ ngay cả con xe quèn cũng không mua nổi, sống thì lúc nào cũng phải chi ly. Tần Lâm cười, có gì đâu, để tớ tặng cậu một chiếc. Nhậm Lộ hơi sững sờ, nhìn Tần Lâm, sau đó lập tức cười gượng. Cậu đừng đùa mà, nếu như là cậu của lúc trước, tặng tớ xe cũng chẳng thành vấn đề, bây giờ cậu cũng chẳng dễ dàng gì, hai. Nhậm Lộ lại thở dài, không nói tiếp, anh em đồng cảnh ngộ, hiểu rõ nỗi lòng nhau. Tần Lâm cũng không nói gì, gọi điện bảo dì Phùng gọi người lái con Bugatti của anh đến. Chiếc xe thể thao này Tần Lâm thực sự không thích lắm, mặc dù rất sang, nhưng không quá thực dụng. Tần Lâm là người khiêm tốn, chiếc xe thể thao cao cấp này mà để anh lái thì đúng là lãng phí, không bằng tặng cho một người hiểu về xe, vừa hay tặng cho Nhậm Lộ. Khi mọi người đang ăn cơm, đột nhiên có mấy nhân viên phục vụ bắt đầu bàn tán. Mấy người xem. Người kia có phải là người trên ảnh không? Tầng 2 nhà hàng có ảnh chụp chung của ông chủ và một số người nổi tiếng, trong đó có một bức ảnh của Tần Lâm chụp chung với Tiết Đại Lâm, được đặt ở chính giữa. Không sai, nhà hàng Nhật Bản này là do Tiết Đại Lâm mở, nhìn thấy bạn của ông chủ đến, quản lý lập tức sắp xếp. Có thể được treo ảnh trên tường chắc đều là khách quý của ông chủ, mau bưng mấy chai sake ngon qua đó. Tình huống này không cần thông báo cho ông chủ. Có thể làm được quản lý nhà hàng này thì đương nhiên phải là người thông minh. Bạn của ông chủ đến mà không thông báo cho ông chủ, rõ ràng chỉ đến ăn bữa cơm mà thôi, bọn họ không cần thiết gọi điện cho Tiết Đại Lâm, cứ tặng chút lòng thành là được. Khi bọn Tần Lâm đang ăn, nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ đến, trên xe đặt mấy bình rượu, còn có mấy hũ rượu. Chào anh, đây là đặc sản của tiệm chúng tôi, chúc mọi người ngon miệng. Nói xong. Nhân viên phục vụ đặt rượu xuống, rồi đi ra ngoài. Phu Cường hơi sững sờ, sao còn có cả sake? Sake Nhật Bản là loại rượu vô cùng đặc trưng, nhưng set buffet của bọn họ đâu gồm thứ này. Bởi vì rượu rất đắt, có thể ăn buffet mắc tiền thế này, thì không thể nào uống loại rượu rẻ tiền được, vậy nên rượu không nằm trong set buffet, chỉ được miễn phí nước ngọt và bia. Rượu sake trắng thì phải mua. Phu Cường cầm một bình rượu sake lên nhìn. Lập tức sững sờ. Đây hình như là rượu sake Takagi Suzo. Mọi người đều trố mắt, mặt mày không hiểu, có mấy người liền search Google, chẳng mấy chốc đã tra được rượu sake Takagi Suzo. Mẹ kiếp, là rượu nổi tiếng. Mỗi quốc gia đều có một nhãn hiệu rượu nổi tiếng riêng, như rượu Mao Đài, rượu Ngũ Lương của Hoa Hạ vậy, đều là rượu có tiếng. Mà rượu sake Takagi Suzo này là rượu sake xịn nhất Nhật Bản. Giá thành thì đắt khỏi bàn, bởi vì số lượng sản xuất thấp, thậm chí còn quý hơn rượu Mao Đài. Phu Cường nhìn kỹ bình rượu này, trong mắt lập tức co lại. Đây không phải là rượu sake Takagi Suzo bình thường mà là rượu sake Takagi Suzo đời thứ 14. Rượu sake Takagi Suzo được thành lập vào năm 1615, đã có hơn 400 năm lịch sử, loại rượu này nổi tiếng nhất là đời thứ 14, người Nhật không ai không biết. Cũng giống như Lafite năm 82 nổi tiếng vậy. Vô cùng có tiếng, giá thành cũng không hề rẻ. Rượu sake Takagi Suzo thường có trọng lượng 250g, có giá hơn 50.000. Mà độ rượu của loại sake này nhẹ hơn rượu trắng nên với tửu lượng của người bình thường có thể uống được một bình, vậy nên nhân viên phục vụ mới đẩy hẳn một xe nhỏ ra, tổng cộng hơn 10 bình. Hơn 10 bình cũng hải 700-800.000.
Rượu sake đời thứ 14 không phải năm càng cao thì giá càng đắt, chủ yếu đắt vì số lượng sản xuất thấp, cả Nhật Bản một năm chỉ sản xuất hơn 80 bình rượu, vậy nên vô cùng quý. Cả xe rượu này thực sự dọa Vu Cường sợ giật mình. Để tôi đi hỏi xem có chuyện gì. Vu Cường liền gọi nhân viên phục vụ. Chúng tôi đâu gọi rượu, chỗ rượu này là sao vậy? Nhân viên phục vụ cười, chào anh, rượu này vốn là do quản lý nhà hàng gửi tặng, mời anh dùng thử. Nói xong, nhân viên phục vụ nhìn Tần Lâm. Có điều không dám nhìn lâu, sợ khách khác không hài lòng. Vu Cường nhíu mày, tặng rượu á? Mọi người vừa nghe thấy là hàng tặng, liền chuẩn bị mở. Tổng giám đốc Vu có mặt mũi thật, đến ăn cơm mà cũng được tặng rượu. Hơn nữa còn là rượu quý. Đợi chút. Nhìn thấy mọi người chuẩn bị mở, Vu Cường vội vàng hét. Mọi người đừng mở vội, mọi người nghĩ xem, chúng ta mỗi người ăn hết 888 tệ, tất cả hơn 20 người thì tốn bao nhiêu chứ? Cùng lắm là 10.000-20.000, nếu như tặng chúng ta một chai Mao Đài còn hợp lý, chứ sao lại tặng sake đời thứ 14? Một bình 50.000 lận, còn tặng mười mấy bình. Mọi người nghĩ có khả năng không? Mọi người đều sững sờ, hình như đúng là vậy. Nhưng nhân viên phục vụ vừa nãy cũng nói rồi mà, nhỡ may là chương trình sale thì sao? Vu Cường lạnh lùng hừ một tiếng, chương trình sale. Cậu nghĩ có khả năng sao? Nhà hàng này ngày thường rất khó đặt chỗ, phải gọi điện đặt trước 10 ngày thì mới có chỗ, người ta cần chương trình sale chắc. Mọi người đều trầm ngâm, hình như đúng là như vậy, cho dù có là chương trình sale thì cũng không thể nào tặng rượu sake đắt như vậy. Tổng giám đốc Vu, vậy làm thế nào bây giờ? Vu Cường nghĩ một lúc, nói nhỏ. Tôi nghi là người ta tặng nhầm. Tặng nhầm sao? Đúng vậy, biết đâu bọn họ nhầm chúng ta là bạn của ông chủ hoặc khách quý vậy nên mới tặng rượu đắt tiền như vậy. Mọi người đừng mở, một khi mở nhầm, biết đâu đến cuối cùng còn phải thanh toán đấy. Vừa nghe Vu Cường nói vậy, mọi người đều không dám động vào, đây là bình rượu có giá 50.000 đấy. Bọn họ ăn một bữa hết 888 tệ đã là xa xỉ lắm rồi. Lại uống thêm bình rượu 50.000 nữa thì đúng là muốn lấy nửa cái mạng của bọn họ mà. Thứ xa xỉ như này ngay cả Vu Cường cũng không mua nổi, chỉ có thể nhìn. Xảy ra chuyện như này, cảm giác hơn người của mấy người đang ngồi ở đây trong nháy mắt tan thành mây khói. Lợi hại thế nào chứ, nhân viên phục vụ tặng mấy bình rượu mà bọn họ cũng không dám uống, sợ đến cuối phải thanh toán, nơi cao sang thế này đúng là không thể thoải mái mà đến được mà. 50.000 là thu nhập nửa năm thậm chí là cả năm của một người. Tần Lâm và Nhậm Lộ nói chuyện rất vui vẻ, cũng không quan tâm bọn họ nói cái gì, Tần Lâm liền mở một bình, rót cho Nhậm Lộ. Bạn bè gặp nhau, uống chút rượu là chuyện bình thường. Nhìn thấy Tần Lâm mở rượu, đám Vu Cường lập tức sững sờ. Cậu, Tần Lâm, cậu làm cái gì vậy? Tần Lâm nhíu mày, lại sao nữa? Vu Cường tức kinh người. Rượu này không nằm trong set buffet. Tần Lâm có hơi mất kiên nhẫn, tôi biết rồi, tí nữa tôi trả tiền, không cần cậu trả. Cậu! Nói xong, Tần Lâm tiếp tục uống rượu với Nhậm Lộ. Vu Cường tức đến mức mặt mày tái xanh, biết giả vờ thật. 50.000 một bình, tí nữa để xem mấy người thanh toán kiểu gì. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, có điều không khí không rộn ràng như lúc vừa nãy, ai ai cũng tâm sự nặng nề. Sơn hào hải vị trên bàn ăn cũng tẻ nhạt vô vị, có điều Tần Lâm cùng Nhậm Lộ lại nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cơm no rượu đấy, Vu Cường ra cửa trước, nói với mọi người. Chúng ta trả riêng, tí nữa ai trả tiền người nấy. Nói xong Vu Cường vội vàng đi thanh toán phần buffet của mình và Ngải Linh. Nhân viên phục vụ sững sờ, thưa anh, mọi người không thanh toán cùng nhau sao? Vu Cường vội vàng nói, không, chúng tôi trả tiền riêng. Ai trả phần người nấy, cô mau thanh toán đi. Vu Cường sợ phải thanh toán phần của Tần Lâm và Nhậm Lộ. Nhân viên phục vụ sững sờ, vâng. Trong lòng nghĩ sao đi ăn cơm cùng anh Tần mà lại trả tiền riêng, đám người này có vấn đề à? Mọi người lần lượt đi thanh toán, Tần Lâm và Nhậm Lộ vẫn chưa thỏa mãn, có điều vẫn đứng dậy đi thanh toán. Đến trước quầy thu ngân, nhân viên phục vụ liền nói. Thưa anh! Nhà hàng chúng tôi miễn phí phần ăn của hai người, đây là nhà hàng của Tiết Thiếu Gia. Tần Lâm sững sờ, gật đầu, hóa ra là nhà hàng của Tiết Đại Lâm. Chút tiền này Tần Lâm cũng không quan tâm, anh liền quay người rời đi. Vu Cường nhíu mày, đột nhiên nói,
Nhân viên phục vụ, bọn họ mở hai bình rượu, chúng tôi đều thấy. Phu Cường thuộc loại không biết giữ mồm mép, đương nhiên anh ta cũng sợ bị liên lụy, bữa cơm này do anh ta đặt, nhỡ may xảy ra chuyện gì, người ta không tìm Tần Lâm, mà lại tìm anh thì đúng là mất nhiều hơn được. Nhân viên thấy vậy hơi sững sờ, nói. Thưa anh, rượu ấy là do nhà hàng tặng, chẳng nhẽ nhân viên bên tôi chưa nói sao? Phu Cường nhíu mày, lại hỏi thêm lần nữa, nói rồi, có điều sao mọi người lại tặng bọn tôi đồ chứ? Mấy người có nhầm không? Nhân viên phục vụ cười ngược, không đâu, thực sự tặng các anh mà, không cần thanh toán. Nói đến đây, đám bạn học ai ai cũng hối hận muốn chết. Mẹ kiếp, thực sự là hàng tặng. 50.000 một bình. Bọn họ cứ như thế mà bỏ lỡ, biết trước là hàng tặng thì bọn họ cũng uống. Rượu đắt như vậy, nếu không tặng, chắc cả đời này cũng không có cơ hội uống thử một lần, kết quả vì Vu Cường mà bỏ lỡ. Sao có cảm giác Vu Cường này thiếu hiểu biết thế nhỉ, ngược lại Tần Lâm kia hào phóng uống mấy bình với Nhậm Lộ, ngưỡng mộ quá. Sắc mặt Vu Cường vô cùng khó coi, không ngờ rượu này thực sự được tặng. Vốn chọn nhà hàng này để phô diễn bản thân, thể hiện mình là người hiểu biết. Kết quả bây giờ lại tạo ra cảm giác mình là tên nghèo, ngượng chết mất. Vu Cường mất mặt quá, ngượng đến mức cầm điện thoại lên chuyển chủ đề, vừa lúc chuông điện thoại reo lên. Alo, Điền Lộ à, Điền nữ thần đến đúng lúc quá, chúng mình vừa xong tăng 1, chuẩn bị đi tăng 2 đây. Vu Cường thở phào nhẹ nhõm, may mà có người cho anh ta cơ hội để chuyển chủ đề. Điền Lộ à, Điền nữ thần đến rồi. Mẹ nó, tôi nhất định phải xin chữ ký, ngôi sao duy nhất mà tôi quen. Mấy người đều là fan giả, tôi mới mà fan thật, bây giờ Điền Lộ xinh quá. Vừa nhắc đến Điền Lộ, mọi người đều hứng khởi, quên luôn chuyện tặng rượu lúc nãy, ra khỏi cửa, nhìn thấy một chiếc xe thể thao cao cấp đỗ trước cửa. Có một mỹ nữ chân dài, đeo kính đen, đội mũ ngụy trang khá tốt đang dựa vào xe, đó chính là Điền Lộ. Mẹ kiếp, Điền nữ thần xa xỉ quá. Làm người nổi tiếng khí chất quả nhiên khác hẳn, chiếc xe này chắc cũng mấy triệu ấy nhỉ. Cậu hiểu cái gì, đây là mẫu xe ý tưởng Bugatti, mấy chục triệu ấy. Trời ơi, mấy chục triệu một chiếc xe, tôi không dám tưởng tượng luôn. Thu nhập của Điền nữ thần cao vậy sao? Mọi người cứ vậy mà tâng bốc, Điền Lộ chẳng qua chỉ là ca sĩ tuyến 18, mặc dù là người của giới giải trí, thu nhập nhất định cao hơn người bình thường, có điều cũng không quá cao. Khác biệt hoàn toàn với mấy ca sĩ tuyến 1 tuyến 2, sao mua nổi xe giá mấy chục triệu. Có điều Điền Lộ bây giờ cũng là ca sĩ ngôi sao, cũng có nhiều mối quan hệ, quen mấy đại thiếu gia lắm tiền hoặc ông chủ giàu có là chuyện bình thường. Mọi người cười ha ha qua chào hỏi Điền Lộ, vô cùng nhiệt tình, Điền Lộ bỏ kính xuống, tỏ vẻ hòa đồng, trên thực tế vẫn hơi xa cách với đám bạn học này, cảm thấy thân phận địa vị chênh lệch quá xa. Trong đám người, Điền Lộ vừa nhìn liền thấy Tần Lâm. Sắc mặt lập tức thay đổi. Năm đó cô ta ve vãn Tần Lâm không thành, kết quả trở thành trò cười, chuyện này là nỗi ô nhục của cả đời Điền Lộ, hôm nay gặp lại Tần Lâm, trong mắt đầy vẻ trào phúng. 10 năm không gặp, nhất định sống chẳng ra sao cả, nếu không bạn bè tụ họp, nếu quả thật sống tốt, nhất định sẽ được ủng hộ rầm rộ như Vu Cường. Nếu không phải do Vu Cường tổ chức, Điền Lộ cũng chẳng thèm đến, Vu Cường mặc dù không phải ông chủ lớn gì. Nhưng cũng được coi là người thành công, sau này biết đâu còn có thể phát triển hơn nữa. Bây giờ Điền Lộ đang tích lũy quan hệ, dù sao cô ta cũng không muốn bỏ qua loại có tiềm lực như Vu Cường. Điền Lộ cởi kính râm nhìn Tần Lâm rồi cười nói. So, Tần đại thiếu gia cũng trở về rồi à, bây giờ thế nào rồi, có bạn gái chưa? Điền Lộ đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí nên cũng từng gặp nhiều chuyện ngượng ngùng thế này, cô ta không hề căng thẳng mà chủ động đến chào hỏi. Tần Lâm sững sờ quay đầu lại. Vẫn chưa. Điền Lộ cười nhạt, trước đây nhiều gái theo thế, bây giờ chẳng có một ai, sao nào, có phải cảm thấy khá thất vọng đúng không? Nhìn thấy Tần Lâm sa sút Điền Lộ rất vui, mặc dù không trực tiếp buông lời chế giễu nhưng nói chuyện không hề khách sáo. Cho dù hai người chưa từng qua lại với nhau, nhưng Điền Lộ vẫn đối xử với Tần Lâm như bạn trai cũ của mình vậy. Vu Cường hỏi, ha ha. Chắc Tần đại thiếu gia đã quen với cuộc sống của người bình thường rồi nhỉ, còn Điền nữ thần, bây giờ cậu có bạn trai chưa? Điền Lộ cười, cũng được coi là có rồi, đây là xe của bạn trai tôi. Điền Lộ dựa vào con xe ý tưởng Bugatti, mọi người bàn tán nãy giờ,
cuối cùng cũng biết thì ra là của bạn trai cô ta, lợi hại thật đấy, anh ta chắc chắn là một cậu ấm giàu có. Điền nữ thần lợi hại thật đấy, khi nào tôi mới tìm được bạn trai giàu có như thế chứ? Không thể nào so sánh được với điền nữ thần, người ta vừa hát hay múa giỏi lại xinh đẹp, có bạn trai lợi hại cũng là điều bình thường. 2. Tôi không cần bạn trai đi xe thể thao, có xe tay ga di động là được rồi. Phu Cường cũng cười, con xe này cũng phải mấy chục triệu đấy, xem ra bạn trai của điền nữ thần là một đại gia vô cùng giàu có. Nếu như đối phương hơn mình một chút, Phu Cường chắc chắn không phục muốn so bì, dù sao anh ta cũng đi xe sang. Nhưng đối phương giàu hơn anh ta gấp mấy chục lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Phu Cường còn chẳng có ý nghĩ so bì mà nhận thua luôn. Điền Lộ cười nhạt, tôi cũng không biết bao nhiêu tiền, dù sao cũng chỉ là một con xe, đẹp đến mấy cũng chỉ là xe thể thao mà thôi. Điền Lộ nói câu này vừa thể hiện được sự lợi hại của bản thân vừa giống như rất tùy tiện vậy, chiếc xe mấy chục triệu mà người ta chẳng coi ra gì, đây mới là cảnh giới. Tiếp theo đi đâu đây? Đi hát đi, mọi người tìm một quán karaoke. Điền Lộ nói, được, dù sao cũng nhiều người thế này, tôi đi cùng mọi người, xe cứ vứt ở đây đi. Điền Lộ, cho tôi chụp ảnh nhé, tôi chưa từng thấy chiếc xe nào đẹp như này. Đúng vậy, tôi cũng muốn chụp đăng lên dòng thời gian để khoe khoang tí. Hi hi, tôi cũng muốn. Có người đưa ra yêu cầu này nên mọi người cũng không ngần ngại, hiếm khi mới được thấy con xe đẹp thế này, sau này chắc không có cơ hội đâu. Điền Lộ hào phóng, được chứ, mọi người chụp đi. Đám bạn bắt đầu xếp hàng chụp ảnh, ai ai cũng rất hào hứng. Chụp xong còn cảm ơn Điền Lộ rốt rít. Tần Lâm cau mày nhìn một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi bèn nói. Được rồi, các người chụp xong chưa vậy? Điền Lộ cười khẩy, sao nào, cậu cũng muốn chụp sao? Đàn ông bây giờ cũng thích khoe khoang vậy à? Giọng điệu của Điền Lộ kỳ quái, ánh mắt đầy sự chế giễu, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tần mà lại sa sút đến mức này. Tần Lâm bất lực, lấy chìa khóa từ trong túi rồi ấn nút. Đèn xe lập tức sáng lên. Lúc Tần Lâm lấy chìa khóa ra mọi người đều sững sờ. Phản ứng đầu tiên theo bản năng đó là Tần Lâm lái xe cho người ta. Người gác cửa. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, Tần Lâm không thể nào là người gác cửa được, hơn nữa đã bao năm không liên lạc với Điền Lộ rồi, sao có thể đi lái xe cho người khác chứ? Sắc mặt Điền Lộ trở nên rất khó coi, đây là xe của Tần Lâm sao? Vốn dĩ cô ta định dùng chiếc xe này để khoe khoang, trong mắt đám bạn học cô ta là người ở tầng lớp xã hội thượng lưu, con xe sang này có thể làm nổi bật thân phận của cô ta. Hơn nữa chủ nhân của chiếc xe này chắc chắn không phải bạn học của cô ta, chém gió vài câu rồi đi. Nhưng không ngờ rằng đây là xe của Tần Lâm. Sau hai tiếng tít tít, tất cả mọi người đều tránh ra, Tần Lâm ném chìa khóa xe cho Nhậm Lộ rồi nói. Tặng cậu đấy, có thích không? Nhậm Lộ trừng mắt, vãi trưởng, thật á. Mở cửa ra rồi ngồi lên xe, Nhậm Lộ vô cùng vui mừng. Đúng là mẫu xe ý tưởng Bugatti, thiết kế nội thất ô tô với công nghệ cao, nghe nói đi 100 cây mất chưa đến 4 giây. Đúng là am hiểu, mặc dù Nhậm Lộ chưa từng lái xe sang như vậy, nhưng biết rất rõ về con Bugatti này. Anh ấy nằm mơ cũng không ngờ rằng Tần Lâm lại tặng mình thứ đắt tiền thế này. Lão Tần, cậu không đùa chứ? Tần Lâm cười, đương nhiên là không, xe là của cậu, có điều cậu uống rượu thì đừng lái. Được được được. Nhậm Lộ xuống xe, anh thực sự vô cùng kinh ngạc. Một chiếc xe mấy chục triệu tệ mà lại tặng tùy tiện như thế, Tần Lâm còn giàu hơn trước đây sao? Trước đây lúc còn là đại thiếu gia của nhà họ Tần, với sức tài chính của nhà họ Tần cũng không thể tùy tiện tặng xe mấy chục triệu tệ cho bạn học được. Nhậm Lộ thực sự thấy hơi sốc. Những người bạn học khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, họ gọi xe đi đến quán karaoke tăng 2. Trên đường mọi người bàn tán trong nhóm chat. Tên Tần Lâm phát tài hả? Sao lại mua xe sang như thế chứ? Trong nhóm không có Nhậm Lộ và Tần Lâm vì thế mọi người có thể nói thoải mái. Ai biết được có phải đi thuê hay không chứ? Cậu ta có thể mua được xe mấy chục triệu tệ sao? Hơn nữa lúc nãy cậu không nghe thấy cậu ta nói là muốn tặng Nhậm Lộ hả? Cho dù cậu ta thực sự có tiền mua thì cũng không thể nào tặng người khác đúng không? Đúng vậy, có thể mua xe mấy chục triệu tệ khác hoàn toàn với chuyện có thể tặng xe mấy chục triệu tệ. Thấy mọi người bàn tán, Phu Cường liền gửi một icon cười khinh bỉ. Đừng đùa nữa,
Nhậm Lộ là người thế nào các cậu còn không biết sao, là nhân viên của tôi, làm về ngành ô tô, thuê một chiếc xe chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Đúng vậy, Nhậm Lộ là nhân viên bán xe chắc thuê một con xe cũng đơn giản, lẽ nào hai người đó đang diễn kịch? Chắc chắn là diễn kịch rồi, hai người đó thuê xe để ra vẻ trước mặt bạn học, những chuyện kiểu này trên báo đầy. Mục đích của bọn họ là gì, Tổng Giám Đốc Phu cũng biết, đâu cần phải khoe khoang trước mặt cậu ấy chứ. Bọn họ nói cũng có lý, Nhậm Lộ là nhân viên của Vu Cường, quan hệ cấp trên cấp dưới, mọi người đều biết rõ anh như thế nào, sao phải ra vẻ chứ. Vu Cường nói như thế chẳng phải sẽ bị lộ sao. Vu Cường thấy mọi người bàn tán lại gửi một icon khinh bỉ. Mục đích của họ chắc chắn là muốn lừa các bạn nữ đấy, để các bạn tưởng Tần Lâm là người có tiền sau đó lừa con gái nhà người ta lên giường. Vãi, không phải chứ, thủ đoạn hèn hạ thế sao? Có gì mà không thể chứ, Tần Lâm không còn là đại thiếu gia nhà giàu của năm đó nữa, sau 10 năm cũng chẳng biết cậu ta biến thành loại người gì, nói không chừng thực sự muốn lừa tiền lừa sắc. Điền Lộ nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, cô ta lộ nụ cười khinh bỉ. Còn tưởng là nhân vật lợi hại cỡ nào thì ra là xe đi thuê, giả vờ cái gì chứ? Mọi người nhanh chóng đến quán karaoke, Vu Cường đã đặt xong phòng bao, quán Điệp Luyến Hoa này là quán karaoke sang chảnh nhất Đông Hải, khác với kiểu karaoke tự phục vụ, chi phí ở đây rất cao. Chi phí tối thiểu của phòng bao bình thường đã mất mấy nghìn tệ rồi, hơn nữa đám người Vu Cường đông như thế chắc chắn sẽ phải mất hơn 10.000 tệ. Có điều 10.000 tệ đối với Vu Cường mà nói cũng không nhiều lắm, anh ta đương nhiên phải giữ thể diện trước mặt bạn học rồi. Sau khi đến quán karaoke người thì hát hò, chơi game, người thì ngồi trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Rất nhiều tiếc nuối tuổi trẻ được bù bắp vào lúc này, trong đó có người sống chật vật có người sống tốt, nhiều cô gái bắt đầu chủ động tấn công. Vu Cường đương nhiên là mục tiêu đầu tiên của họ, có điều anh ta và Ngải Linh là một cặp. Bọn họ cũng không dám tấn công dữ dội quá mà chỉ âm thầm ép Zalo của Vu Cường để liên lạc, sau này có cơ hội hẹn riêng. Vu Cường cũng rất có hứng thú với những chuyện kiểu này, anh ta trốn ở một góc nhiệt tình trả lời tin nhắn. Lúc Vu Cường vào nhà vệ sinh, đột nhiên có một cô gái nói. Có được uống rượu ở trong phòng không? Phòng bao này được thiết kế rất xa hoa, trên tường lắp một tủ rượu, bên trong có một vài chai rượu Tây. Chắc là được. Chi phí tối thiểu đã đắt lắm rồi, nếu chỉ uống bia thôi cũng không biết phải uống bao nhiêu nữa. Được, vậy chúng ta mở vài chai rượu Tây ra uống đi. Nói xong vài cô gái đến lấy rượu. Lúc ở nhà hàng Nhật họ thấy rất tiếc nuối và thiệt thòi vì không được uống chai sake đó. Bây giờ chỉ là chai rượu Tây thôi mà, bọn họ uống chắc không có vấn đề gì. Sau khi Vu Cường quay lại, các cô gái nũng nịu hỏi. Tổng Giám Đốc Phu. Chúng mình mở mấy chai rượu Tây có sao không? Vu Cường cười nói, không sao, uống đi. Dù sao cũng là Vu Cường mời, nên hỏi trước một tiếng. Vu Cường cũng không để ý lắm, rượu ở quán karaoke cũng không quá đắt, anh ta thường xuyên đến đây chơi, cho dù là rượu Tây cũng chỉ vài 300 tệ một chai, loại đắt nhất hơn 800 tệ là xa hoa lắm rồi. Khoảng 10.000 tệ đủ để bọn họ uống. Vu Cường chọn bài rồi lên hát. Đột nhiên nhân viên phục vụ đến đưa thêm đá cho họ, nhìn thấy mấy người này mở rượu ở trên tủ, mặt anh ta lập tức biến sắc. Thưa các vị, rượu trên tủ đều là rượu lâu năm, bình thường chúng tôi chỉ để trưng bày chứ không bán. Bọn họ cau mày lại, nhưng chúng tôi đã mở rồi. Nếu mở thì phải bồi thường theo giá mua của thị trường. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chắc cũng không mất nhiều đâu nhỉ. Nhân viên phục vụ cười khó xử, xin lỗi. Mấy chai này đều là rượu Remy Martin 70 năm, mỗi chai có giá hơn 100.000 tệ, anh chỉ tổng cộng uống 13 chai, phải đền tầm 1 triệu rưỡi. Nhân viên phục vụ nói xong mọi người đều sững sờ, há hốc mồm, kinh hoàng nhìn anh ta. 1 triệu rưỡi, mấy chai rượu này đắt thế sao? Đúng như những gì nhân viên phục vụ nói, rượu Tây bình thường thực ra không đắt như vậy, nhưng bọn họ uống rượu trưng bày trong tủ. Căn phòng riêng này là căn tốt nhất của quán. Dùng đồ cổ, rượu lâu năm để trang trí. Rượu Tây giống với rượu vang và rượu trắng, nhưng một khi có tuổi thọ thì giá sẽ rất cao, một chai mấy trăm nghìn tệ là điều bình thường. Các cô gái sững sờ, lần này họ biết bản thân gây ra họa lớn rồi, quay lại nhìn Vu Cường thì thấy anh ta vẫn đang say sưa hát, mọi người bất lực không biết nói gì. Tổng Giám Đốc Phu.
Phu Cường lại hát vài câu nữa thì phát hiện ra mọi người đều nhìn mình, vậy nên anh ta dừng lại. Sao thế? Mấy cô gái lộ vẻ mặt lúng túng, tổng giám đốc Phu, phục vụ nói là rượu này, rất đắt. Phu Cường cau mày, một chai Remy Martin thì có thể đắt cỡ nào chứ? Tôi biết rõ về rượu trong quán karaoke mà. Nói xong Phu Cường đặt mic xuống dừng âm nhạc, đi đến hỏi. Chai rượu này bao nhiêu tiền? Phục vụ cười nói, tổng cộng hết 1,5 triệu. Ha ha, có 1,5 triệu, cái gì? Phu Cường sững sờ, mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ khẳng định lại một lần nữa, là 1,5 triệu thưa anh. Phu Cường ngớ người ra, 1,5 triệu. Anh đùa tôi à? Thưa anh, tôi không đùa với anh, mấy chai này đều là rượu Remy Martin lâu năm, anh có thể tra trên mạng, những chai này được chúng tôi mua từ khi mới bắt đầu thành lập quán. Có hóa đơn hẳn hoi. Nói xong, Phu Cường vội lên mạng tra, dù sao anh ta cũng biết chút ít về rượu cao cấp, từng tiếp xúc với một vài loại. Nhìn thấy năm của chai rượu, con ngươi của Phu Cường lập tức co lại, sau đó lấy điện thoại ra tra, kết quả phát hiện ra chính là cái giá này. Một chai hơn 100.000 tệ, trên bàn mở hơn 10 chai Remy Martin. Thôi xong rồi, mặt Phu Cường xám như cho, một chuyến đi hát karaoke mà mất hơn 1,000,000 tệ. Chẳng phải là muốn lấy mạng của anh ta sao? Phu Cường cười gượng, nói với phục vụ, được, tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi. Rượu đã mở rồi, không còn đường lùi nữa. Phu Cường ngồi xuống làm bộ làm tịch uống vài ly với mọi người. Các cậu cứ uống đi, mời tôi đi lấy vài đĩa hoa quả. Phu Cường ra khỏi phòng, giả vờ đi lấy đĩa hoa quả, đến quầy thanh toán, anh ta giả vờ đi nghe điện thoại. Alo. Sao bây giờ cậu mới đến? Được rồi, tôi xuống dưới đón cậu. Nói xong Phu Cường xuống dưới lầu, gọi xe chuồn mất. Áo cũng chẳng thèm lấy, xe BMW đỗ ở trước cửa nhà hàng để mai rồi lấy. Áo khoác cũng không cần nữa, so với 1,5 triệu thì cái áo khoác không là gì cả. Hôm nay Phu Cường nói mời mọi người, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ là người trả 1,5 triệu. Mặc dù Phu Cường kiếm cũng được. Nhưng 1,5 triệu không phải là con số nhỏ đối với anh ta, tiền tiết kiệm của anh ta không nhiều như thế, nếu thực sự phải trả số tiền này e rằng sẽ phải bán xe. Vốn dĩ chỉ định khoe khoang trước mặt bạn học, nếu vì thế mà mất hơn 1,000,000 vậy thì chẳng phải Phu Cường là kẻ ngu sao. Cho dù lần này chạy bị bạn bè mắng, danh tiếng bại hoại thì cũng chẳng sao. Dù sao cũng là mấy đứa con gái đó mở rượu, ai mở thì người đấy tự đi mà trả. Sau khi Phu Cường rời đi, lúc đầu đám bạn học không phát hiện ra nhưng sau đó cảm thấy sai sai. Sao tổng giám đốc Phu mãi chưa về chứ? Một cô gái đi ra ngoài tìm nhưng không thấy, ở quầy thanh toán cũng không thấy. Có khi nào tổng giám đốc Phu chạy rồi không? Hả, không phải chứ, áo của cậu ấy vẫn ở đây mà. Áo còn ở đây cũng chẳng thể nói lên điều gì, mau gọi điện cho cậu ta đi. Có người bấm số của Phu Cường. Nhưng chuông đổ vài tiếng rồi bị tắt, sau đó gọi lại thì biến thành khóa máy. Mọi người tái mét mặt mày. Thôi xong rồi, cậu ta chạy thật rồi, tên Phu Cường này thực sự không phải là người. Đúng vậy, khoe khoang một hồi rồi vứt chúng ta ở đây. Đám bạn học ra bên ngoài, cũng có ý định muốn chạy, nhưng bên ngoài có mấy người phục vụ đang nhìn, sự rời đi của Phu Cường đã khiến họ cảnh giác hơn. Nếu muốn rời đi lúc này e rằng không đơn giản như thế. Mọi người nhìn nhau, lập tức chẳng còn hứng thú hát hò nữa, cho dù chia tiền ra trả 1,5 triệu thì mỗi người cũng chỉ mất 80-90 nghìn tệ, nhưng đó cũng không phải là con số nhỏ đối với bọn họ. Mọi người hướng ánh mắt về phía Điền Lộ. Trong số mọi người cửu thúc Điền Lộ là người giàu nhất, dù sao cô ta cũng là ca sĩ, đương nhiên là nhiều tiền hơn người bình thường. Điền Lộ cau mày lại, các người nhìn tôi làm gì, tôi cũng đâu có uống, ai uống người đấy tự đi mà trả. Mặc dù Điền Lộ giàu hơn họ, nhưng không phải nói bỏ ra 1,5 triệu là bỏ được, hơn nữa đây chỉ là bạn cấp 2, cũng chẳng thân thiết mấy, ai sẽ bỏ 1,5 triệu để mua mấy chai rượu chứ? Mặt các cô gái tái mét lại, bọn họ cũng không biết rượu này đắt như thế, lúc đầu Phu Cường bảo thanh toán nên họ mới uống chút rượu ngon, lúc mở cũng đã hỏi qua ý anh ta, là anh ta nói uống thoải mái. Kết quả mở rượu ra rồi nhưng lại bắt bọn họ thanh toán. Vẻ mặt Điền Lộ lộ sự khinh bỉ khi nhìn thấy cái dáng buồn rầu ảo não của họ, có 10 mấy nghìn tệ mà khiến họ suýt nữa thì khóc. Yên tâm, tôi đi nhà vệ sinh,
không chạy đâu. Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, Điền Lộ trợn mắt, bực tức ra khỏi phòng bao vào nhà vệ sinh. Mọi người đều đang buồn rầu, chỉ có Tần Lâm và Nhậm Lộ là nói cười vui vẻ, hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu. Bọn họ đã uống hết vài chai rượu mấy trăm nghìn tệ. Các cô gái cảm thấy bực mình. Tần Lâm, Nhậm Lộ, hai người không thấy lo lắng à, đã đến nào rồi mà còn có tâm trạng uống chứ? Nhậm Lộ sững sờ, cau mày lại, sao thế? Hai người mải nói chuyện nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Các cô gái nói lại chuyện lúc nãy, mặt Nhậm Lộ biến sắc. Hơn 1 triệu tệ, rượu này sao lại đắt như thế chứ? Tần Lâm nghe thấy thế liền tùy tiện nói. Không sao, mọi người cứ chơi đi, để tôi thanh toán. Tần Lâm và Nhậm Lộ nói chuyện rất vui vẻ, anh không muốn bị quấy rầy bởi chút chuyện vặt này, hơn nữa hai người uống hơi nhiều, mời một bữa cũng không sao. Nghe thấy Tần Lâm nói thế mọi người đều sững sờ. Thật sao? Hơn 1 triệu tệ, anh trả nổi sao? Tần Lâm, cậu không đùa chứ? Tần Lâm lắc đầu, cậu nhìn tôi có giống đùa không? Mấy bạn nữ đều thấy khó chịu, Tần Lâm, xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng, chẳng phải nhà cậu suy tàn rồi sao? Bọn họ không có ác ý hỏi như thế, chủ yếu là tò mò, rốt cuộc tên Tần Lâm này có thân phận gì? Nếu như là đại thiếu gia nhà họ Tần trước đây, tiêu xài hoang phí như thế cũng là điều dễ hiểu, tiền rượu hơn 1 triệu tệ chỉ là con số nhỏ đối. Nhưng bây giờ nhà họ Tần đã không còn nữa, Tần Lâm chỉ là một thiếu gia sa sút, sao có thể vung hơn 1 triệu tệ để trả tiền rượu chứ? Tần Lâm cười, anh cũng hiểu ý của bọn họ. Mọi người cứ yên tâm chơi đi. Sự giàu có của Tần Lâm không thể giải thích rõ ràng trong một vài câu được, hơn nữa anh với bọn họ cũng không thân. Chẳng việc gì phải giải thích, coi như mời một bữa để bịt miệng họ vậy. Nhậm Lộ cũng hết sức kinh ngạc, này lão Tần, cậu là bác sĩ kiếm được nhiều tiền thế cơ à? Nói chuyện một lúc lâu, mặc dù Nhậm Lộ biết Tần Lâm là bác sĩ nổi tiếng, thậm biết còn biết anh chính là Tần Đại sư giảng chính trong Đại hội Đông y của Đài Trung ương. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể có thu nhập cao như thế được chứ. Con xe 10 mấy triệu tệ nói tặng là tặng, tiền rượu hơn 1 triệu tệ nói mời là mời. Tần Lâm cười, thực sự là tiền kiếm được nhờ chữa bệnh. Mặc dù Tần Lâm cực kỳ giàu có nhưng cũng là do tích lũy từng chút một. Diệp Hiên Viên là người thế nào, đó là thần y hiếm thấy trên thế gian. Có thể mời được Diệp Hiên Viên thì phải là nhân vật quyền thế có sức ảnh hưởng tầm cỡ quốc tế. 10 năm qua Diệp Hiên Viên dẫn theo Tần Lâm đi chữa bệnh cho những nhân vật này, anh cũng không biết bọn họ trả bao nhiêu tiền chữa bệnh, hễ chữa xong là lập tức chuyển tiền vào tài khoản. Đối với Tần Lâm mà nói, số tiền trong tài khoản là một con số, hơn nữa là con số tiêu mãi không hết. Mấy cô bạn học rất hứng thú với dáng vẻ điềm tĩnh và thần bí của Tần Lâm, Tần đại thiếu gia chắc chắn phát tài rồi, hơn nữa còn lợi hại hơn trước kia. Từ một thiếu gia con nhà giàu trở thành người giàu có dựa vào sức lực của bản thân. Trước đây bọn họ đúng là có mắt như mù lại dám xem thường Tần đại thiếu gia. Đều trách tên Vu Cường đó nói Tần Lâm đi thuê xe. Kết quả anh thực sự là đại gia ngầm. Bọn họ muốn kết thân nhưng Tần Lâm đang nói chuyện vui vẻ với Nhậm Lộ, họ không thể nào chen mồm vào được đành thôi không nói nữa. Lúc Điền Lộ đi vệ sinh gặp một gã thanh niên cao to vạm vỡ, cởi chân, cổ đeo sợi dây chuyền bằng vàng lớn, xăm trổ khắp người trông rất ghê gớm. Mùi rượu ở người hắn rất khó chịu, Điền Lộ vội né sang một bên để tránh tiếp xúc với loại người này. Tên say rượu đó thấy Điền Lộ xinh đẹp nên liếc nhìn. Hắn sững sờ khi thấy gương mặt của cô ta. Này, cô là Điền Lộ ca sĩ nổi tiếng sao? Điền Lộ ngượng ngùng, không ngờ lại có người nhận ra cô ta, thực ra cô ta cũng chẳng nổi tiếng gì, ra ngoài đeo kính đội mũ chỉ để ra vẻ thôi, rất ít người đi trên đường nhận ra cô ta. Nhưng trùng hợp anh báo từng nhìn thấy cô ta trên sóng truyền hình, trước đây hắn còn nói với đàn em là nếu có thể ngủ với cô ta thì giảm 10 năm tuổi thọ cũng được. Kết quả không ngờ rằng lại gặp nhau ở quán karaoke. Anh báo định thần lại, tiến lại gần Điền Lộ rồi cười nói. Người đẹp, tôi là fan của cô, vào phòng uống với tôi một chén được không? Điền Lộ cau mày lại, cô ta cảnh giác, thực ra tình cờ bắt gặp fan là một trải nghiệm không tồi, có thể thỏa mãn lòng chuộng hư vinh. Nhưng ở trong quán karaoke này, fan lại là một tên say rượu, dáng vẻ mờ ám, Điền Lộ không muốn tiếp xúc nhiều với hắn ta. Xin lỗi, tôi còn có chuyện. Nói xong Điền Lộ định đi, anh báo liền kéo tay cô ta, hi.
đừng đi, còn chưa nói xong mà. Điền Lộ nhìn thấy hắn động tay động chân, mặt lập tức biến sắc, cô ta tát vào mặt hắn một phát. Cô ta tát thẳng vào mặt tên béo, lực dùng không hề nhẹ, mặt anh báo lập tức in 5 ngón tay đỏ. Sau đó Điền Lộ giơ chân đạp vào đúng quần anh báo, cô ta từng học chút võ phòng thân, đúng lúc hôm nay có thể dùng tới. Anh báo uống say rồi hơn nữa không có sự phòng bị, cú cước trúng chỗ hiểm, hắn lập tức quỳ xuống dưới đất. Điền Lộ vội vàng chạy về phòng bao, nhìn thấy mọi người vẫn còn ở đây, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Điền nữ thần, cậu sao thế, sao sắc mặt không được tốt vậy? Điền Lộ gượng cười, ha ha, không sao. Đã có người thanh toán rồi nên mọi người bắt đầu vui chơi thỏa thích. Điền Lộ nhìn Tần Lâm, thấy anh chẳng thèm để ý đến mình, cô ta bực bội. Giả vờ cái gì chứ? Trước đây anh là đại thiếu gia, Điền Lộ muốn tiếp cận anh. Bây giờ Điền Lộ đã là minh tinh, anh chỉ là dân thường, giả vờ lạnh lùng cái gì chứ? Điền Lộ cố ý ngồi bên cạnh Tần Lâm, cô ta nâng ly rượu rồi hững hờ nói. Nhiều năm trôi qua rồi, cậu có bạn gái chưa? Tần Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, chưa có. Điền Lộ cười, sao thế, kén chọn à? Điền Lộ cảm thấy từ kén chọn rất phù hợp với Tần Lâm. Trước đây anh là đại thiếu gia con nhà giàu, sống cuộc sống vinh hoa phú quý, gặp nhiều cô gái nên tiêu chuẩn chắc chắn sẽ cao. Nhưng bây giờ thân phận không cân xứng, những cô gái xinh đẹp trước đây đều không ưng anh, còn các cô gái bình thường thì anh lại chê. Loại người này đúng là yêu cầu thì cao mà năng lực lại có hạn, yêu cầu cao ngất ngưởng nhưng không có khả năng kinh tế, sau này nói không chừng sẽ ế đến già. Tần Lâm bất lực cười nhạt. Không cần cô phải quan tâm. Nếu để Điền Lộ biết bạn trai tin đồn của Tô Văn Kỳ là Tần Lâm, cô ta chắc chắn sẽ sốc lắm. Điền Lộ cười khẩy, cậu đừng có yêu cầu cao quá, các cô gái bây giờ thực tế lắm, cậu không còn được như trước kia nữa, cậu tưởng rằng những cô gái như tôi sẽ để ý đến cậu sao? Nói xong Điền Lộ chỉ tay vào chai rượu Tây trên bàn. Nói về loại rượu này đi, hôm nay xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, Phu Cường chạy rồi, cậu xem những cô gái ở đây ai có khả năng trả tiền được chứ? Ai cũng bảo con gái bọn tôi vật chất, xã hội bây giờ chúng tôi có thể không vật chất được sao? Nếu như có người bạn trai như cậu, gọi điện nhờ giúp đỡ, cậu chỉ có thể vay mượn khắp nơi, nói không chừng quẹt thẻ tín dụng, quẹt credit card cũng chưa chắc gom đủ mấy chục nghìn tệ, cậu cảm thấy các cô gái sẽ không nhìn rõ hiện thực sao? Thế nào, có phải những lời tôi nói khiến cậu tiêu tan cảm giác hơn người rồi phải không? Đàn ông hoặc là phải có tiền, có địa vị xã hội hoặc là dũng cảm thì mới đem lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ, nhưng tôi thấy hình như cậu chẳng có những thứ này. Điền Lộ nói xong, mọi người lập tức im lặng. Trước đó đã nói rồi, sớm muộn gì mâu thuẫn giữa Tần Lâm và Điền Lộ cũng sẽ bộc phát. Điền Lộ chắc chắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, không ngờ rằng cô ta không nói thì thôi, đã nói thì thực sự ghê gớm. Tần Lâm cau mày lại, vốn dĩ anh chẳng thèm quan tâm đến Điền Lộ, anh hoàn toàn không để ý những chuyện trước đây. Anh đã từ chối rất nhiều cô gái, anh cũng không thấy áy náy, không thích là không thích. Còn hơn cái loại chơi chán rồi đá. Nhưng không ngờ rằng cô Điền Lộ này lại bám dai như đỉa, chủ động kiếm chuyện. Tần Lâm cười khẩy, Điền Lộ, cô ảo tưởng quá rồi đấy. Điền Lộ hừ lạnh lùng, tôi ảo tưởng, cậu tưởng mình là ai chứ? Điền Lộ kích động bật dậy, cô ta gặp chuyện bực mình ở bên ngoài rồi nên muốn kiếm chuyện với Tần Lâm để xả giận. Nếu Tần Lâm ngoan ngoãn ngồi nghe cô ta mắng một trận thì không nói làm gì, đằng này anh còn dám trả treo. Điền Lộ vừa đứng dậy, trừng mắt chuẩn bị mắng chửi thì cửa phòng bao bị đạp tung ra. Mấy tên cao to vạm vỡ bước vào. Người dẫn đầu là anh báo, kẻ vừa bị Điền Lộ đá. Anh báo, là con nào dám đá anh? Anh báo ôm chân, vẫn còn thấy đau đớn, hắn liếc một lượt thì nhìn thấy Điền Lộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là à? Anh báo vừa trừng mắt, đám người đó lập tức bao vây. Cô tưởng mình là người lợi hại lắm hả? Anh báo bảo cô uống rượu là coi trọng cô, thế mà cô dám ra ta với anh ấy sao? Mặt Điền Lộ biến sắc, không ngờ đám người này lại tìm đến tận đây, hơn nữa trông anh báo có vẻ là người không tầm thường. Điền Lộ có chút hoảng sợ, định lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát. Tuy nhiên vừa lấy điện thoại ra thì một tên côn đồ lao lên đạp vào tay Điền Lộ. A! Điền Lộ đau đớn, điện thoại rơi xuống dưới đất. Mấy người bạn học nam bực mình nói, làm gì thế?
Các người muốn gì? Mẹ nó, đánh! Anh báo vừa ra lệnh, đám côn đồ liền lao lên đá đấm túi bụi, đám bạn học nam ngã xuống đất. Những kẻ này là côn đồ đầu đường xó chợ, đương nhiên đánh nhau giỏi hơn người bình thường, và lại chúng to cao vạm vỡ, ai ai cũng như hổ báo nên đã hạ gục họ một cách dễ dàng. Các cô gái sợ hãi, vội lùi về sau. Điền Lộ biến sắc, thấy Tần Lâm và Nhậm Lộ vẫn ngồi đó, cô ta tức nghiến răng nghiến lợi. Tần Lâm, cậu có phải đàn ông không vậy? Đám bạn học nữ đó không nói gì, với tình hình lúc nãy cho dù Tần Lâm và Nhậm Lộ cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của người ta, đối phương thực sự quá mạnh. Tần Lâm cười khẩy, tự làm tự chịu. Loại phụ nữ này mới nổi một tí, tiếp xúc với một vài người nổi tiếng là trở nên kênh kiệu, coi mình là nhân vật lớn, phải dạy dỗ cho cô ta một bài học mới được. Anh báo cười khẩy, đám con gái này cũng ngon phết, đều là gái đẹp thành phố, ai ai cũng xinh xẻo. Anh báo cười tinh danh, Điền Lộ là của tôi, đám còn lại các cậu chọn tùy ý. Ok ạ. À. Mấy tên côn đồ này cũng chơi chán gái trong quán karaoke rồi, nhìn thấy người đẹp thành phố xinh tươi mơn mởn thế này, kẻ nào cũng thèm khát muốn có được. Anh báo đã nói rồi thì bọn chúng cũng không khách sáo nữa. Tần Lâm nhíu mày, anh bật dậy chặn trước mặt chúng. Ai đắc tội với anh thì anh tìm người đó, những người khác anh đừng có mà động vào. Điền Lộ đã đắc tội với người ta, cho nên bọn họ đến tìm cô ta là lẽ đương nhiên, Tần Lâm cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Những cô gái này đều là bạn học của Tần Lâm, nhưng nếu muốn bắt nạt bạn học của Tần Lâm trước mặt anh thì đương nhiên anh không thể làm ngơ được. Anh báo hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp, mày cũng ngông đấy, phụ nữ mà tao thích thì đố ai dám cả, tao nói cho mày biết, tao thích hết cả đám phụ nữ này đấy, hôm nay nếu mày không tránh ra thì đừng trách tao sẽ xử mày luôn một thể. Tần Lâm bất lực lắc đầu, mất hứng với tên béo này, sau đó anh nói. Đại ca của mày là ai, Đoàn Bảo Đông hay Bùi Lương? Tên béo sững ra một lúc, biết Bùi đại ca à? Tần Lâm trả lời, mày có thể gọi cho Bùi Lương hỏi xem. Anh báo do dự một hồi, có thể nói ra tên của hai đại ca thì rõ ràng Tần Lâm là người có hiểu biết, cũng có thể là người trong ngành, anh báo cũng không dám sơ suất nên nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi video cho Bùi Lương. Một lúc sau, Bùi Lương bật video lên, ông ta đang ở trong khách sạn và ôm một người phụ nữ trong tay, khi nhìn thấy anh báo, ông ta có chút bực mình. Tên mập chết tiệt, mày gọi video cho tao làm gì? Anh báo vội vàng cung kính nói, Bùi đại ca, em đang ở quán karaoke, có gặp một người bảo biết anh, mời anh xem. Bùi Lương cau mày, mẹ kiếp, mày bị điên hả, người quen tao nhiều biết bao nhiêu? Khi Bùi Lương đang nói, bỗng anh báo bật ngược camera lại. Dần dần, gương mặt lạnh lùng của Tần Lâm lọt vào ống kính. Bùi Lương nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, suýt chút nữa ngã xuống giường. Cậu Tần! Anh báo có hơi biến sắc, nhanh chóng quay camera lại. Đại ca, anh quen người này thật à? Bùi Lương lập tức ngồi dậy, nghiêm túc nói. Mẹ kiếp, mày muốn thì cứ chết một mình đi, đừng có dắt tao theo. Nếu mày đắc tội với cậu Tần thì nhanh chóng dập đầu xin lỗi đi. Nếu như chưa thì hãy tiếp đại cậu Tần thật chu đáo cho tao, nói lễ tân miễn phí cho cậu ấy, mày đừng có lúc nào cũng ngu như vậy nữa. Vâng vâng vâng. Anh báo bị dọa chết khiếp, toàn thân toát mồ hôi lạnh nên lập tức trấn tĩnh lại. Bùi đại ca trước đây chưa bao giờ căng thẳng như vậy, hơn nữa Bùi đại ca còn nói rất rõ rằng ngay cả ông ta cũng không dám đắc tội với cậu Tần, huống chi là một nhân vật nhỏ bé như anh báo đây. Sau khi cúp máy, anh báo nhanh chóng cúi đầu xuống. Anh Tần, thật xin lỗi, là em có mắt mà không thấy Thái Sơn, nếu anh muốn đánh muốn mắng gì thì cứ tự nhiên. Tần Lâm lạnh lùng nói, cút đi, đừng ở đây làm chướng mắt. Vâng vâng vâng, em cút ngay đây ạ. Nói xong, anh báo trực tiếp nằm trên mặt đất, co lại thành quả bóng rồi lăn ra ngoài. Mấy tên đàn em khác nhìn thấy anh báo như vậy liền không dám thất lễ, cả đám đều bỏ hết ra ngoài. Một số bạn học cũng ngẩn ra. Chuyện này cũng quá kịch tính rồi đó. Vừa rồi đám côn đồ này còn đang ra oai chuyện mình đang làm, kết quả đến khi có một người gọi video cho Tần Lâm, nhìn anh một cái, sau đó mọi chuyện đã trở nên như vậy. Tần Lâm hóa ra không phải người bình thường, ngay cả đám xã hội đen này cũng sợ anh như vậy, nhà họ Tần quả thực đã uy phong hơn trước rất nhiều. Hôm nay họp mặt cũng đã lâu nên Tần Lâm định ra về, mọi người đường ai nấy đi. Lúc ra về,
quản lý của quán đã đích thân ra tiễn. Tiền rượu không nhiều, để tôi trả. Không cần, không cần đâu, cậu Tần đến đây là đã cho chúng tôi thể diện rồi. Quản lý quán karaoke vô cùng khách khí với Tần Lâm, còn hơn cả ông chủ. Điền Lộ đứng ngẩn ra ở phía sau, rồi nghĩ đến những lời châm chọc Tần Lâm trước đây. Nói người ta không có tiền, không địa vị, không có can đảm. Kết quả thì sao? Tần Lâm người ta mới chính là ông chủ thực sự. Tần Lâm cũng chẳng thèm để ý đến quán karaoke nhỏ này. Lúc trước còn cho rằng Tần Lâm đang giả vờ, nhưng bây giờ xem ra siêu xe rượu ngon đều là thật. Cô ta trước đây luôn tự cho mình là đúng, còn cho rằng Tần Lâm là tên rẻ rách. Kết quả thì sao, Điền Lộ cứ như tự tát vào mặt mình vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh báo nhìn Điền Lộ, khiến cô ta bỗng giật mình. Bởi vì Tần Lâm đã nói rằng, ai gây chuyện thì cứ đi tìm người đó. Theo như mâu thuẫn trước đó của bọn họ, Điền Lộ lại nói khó nghe như vậy, đương nhiên Tần Lâm không thể nào giúp cô ta được. Điền Lộ vô cùng sợ hãi, vội vàng nói. Tôi là bạn của anh Tần, trước đây chúng tôi đã từng yêu nhau, mấy người đừng có quá hỗn xược. Anh báo sững ra một lúc, chẳng trách Điền Lộ lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy, hóa ra cô ta là bạn gái cũ của anh Tần sao? Quan hệ bạn gái cũ như thế này thì anh báo cũng không dám động vào, ai biết được sau này người ta có hòa hợp lại không chứ? Anh báo vốn dĩ muốn tự mình xử lý Điền Lộ, nhưng bây giờ hắn đã từ bỏ ý định đó. Tần Lâm căn bản chẳng nghe ra được bọn họ đang nói gì. Sau khi rời khỏi quán karaoke, Điền Lộ mặt dày mang cao gót chạy theo Tần Lâm. Các bạn học khác cũng ngượng ngùng rồi từ từ tản ra, nhưng riêng mỗi Điền Lộ vẫn nhất quyết đi theo. Đi qua vài con đường, Điền Lộ bỗng rẽ vào một góc, cô ta nhìn thấy Tần Lâm, bỗng mặt đỏ bừng, sau đó cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Theo tôi làm gì? Điền Lộ ó nghẹo nói, tôi muốn xin lỗi cậu, trước đây tôi nói cậu như vậy là không đúng. Tần Lâm lắc đầu, tôi cũng không để ý, không có chuyện gì nữa thì cô đi được rồi đó. Đợi một chút, Điền Lộ cuối cùng cũng tìm được cơ hội này, sau đó cắn môi nói. Tôi nói như vậy, thực ra là vì tôi từng rất giận cậu, tôi thích cậu như thế, sao cậu cứ luôn không để ý đến tôi chứ, thực ra. Trong lòng tôi luôn có cậu. Điền Lộ bắt đầu tấn công một cách nhẹ nhàng, sau khi biết được Tần Lâm vô cùng lợi hại, cô ta mới tỏ ra hối hận. Nếu như lúc gặp lại Tần Lâm nhiệt tình hơn một chút, sau đó ôn lại chuyện cũ, có khi nhờ vào thân hình của mình mà anh đã có thể ôm cô ta vào lòng rồi. Bây giờ muốn cứu vãn tình hình thì lại hết sức ngượng ngùng. Mặt Tần Lâm không chút cảm xúc, cái gì nên nói cũng đã nói rồi, trước đây tôi không thích cô thì bây giờ cũng vậy. Lời nói của Tần Lâm khiến Điền Lộ vô cùng xấu hổ, sau đó cô ta thở dài, giả vờ tỏ ra thất vọng lạc lõng. Vậy thì tôi có thể chụp một tấm ảnh với cậu làm kỷ niệm được không? Tần Lâm cau mày, anh vốn muốn từ chối, nhưng muốn chụp ảnh chung cũng không sao, nên đành gật đầu. Điền Lộ lấy điện thoại ra, hai người chụp một tấm ảnh chung tương đối bình thường, cũng không có bất kỳ hành động thân mật nào, giống hệt như ảnh chụp chung giữa hai người bạn qua đường. Sau khi chụp xong, Tần Lâm liền rời đi, Điền Lộ cũng không quấy rầy anh nữa. Điền Lộ vội vàng bắt taxi về nhà, cô ta chỉnh lại bức ảnh, sau đó đăng lên Facebook. Thời gian thật đẹp khi có anh. Một biểu cảm yêu thương cũng được đăng ở phía sau, trông giống hệt như một bức ảnh của cặp đôi. Sau đó còn có hai chữ thông báo. Tin Facebook như thế này quả thật hết sức mập mờ, đây rõ ràng là công khai quan hệ yêu đương. Mặc dù không ghi rõ là bạn trai hay bạn gái, nhưng lại thêm các nhãn dán như thế này vào thì rõ ràng là đang muốn thông báo chuyện tình cảm. Điền Lộ chỉ là một ca sĩ nhỏ tuyến 18, không có nhiều fan, nhưng loại Facebook thông báo quan hệ nam nữ này vẫn rất được chú ý, ngay lập tức bên dưới xuất hiện rất nhiều bình luận. Qua, Điền nữ thần có chủ rồi. Trai tài gái sắc, chúc mừng chúc mừng. À, tại sao nữ thần của tôi lại có bạn trai rồi? Nhưng dù sao cũng chúc mừng. Đột nhiên có người cho rằng người đàn ông này rất quen, sau đó liền tác Tô Văn Kỳ vào. Các người xem, trông có giống Tần Đại Sư không? Lúc trước Tần Lâm đeo mặt nạ mặc áo blue trắng tham gia chương trình, vậy nên mọi người mới không thể nhìn thấy bất kỳ đặc điểm ngoại hình nào, nhưng khi Tô Văn Kỳ dính xi căng đan trước đó thì có một vài bức ảnh bị mờ. Quần áo trong những bức ảnh đó có phần giống với Tần Lâm, vì vậy xem ra có thể là một người. Tô Văn Kỳ vừa ghi hình xong chương trình,
sau khi nhìn vào điện thoại, phát hiện nhiều người tác cô vào cũng đã gửi tin nhắn riêng cho cô. Nhìn thấy bức ảnh Điền Lộ đăng, Tô Văn Kỳ chợt cau mày. Cái quỷ gì thế này? Chị Điền cũng ngây ra, Văn Kỳ, đây chẳng phải là bạn trai cô sao? Liên quan gì đến Điền Lộ chứ? Tô Văn Kỳ chau mày, có chút không vui, tra thử xem. Chẳng mấy chốc đã tra ra thông tin. Có vẻ như Điền Lộ là bạn học trung cấp 2 với Tần Lâm, hôm nay bọn họ có họp lớp. Tô Văn Kỳ hừ lạnh một tiếng, xem ra Điền Lộ này lại muốn sao tác couple nữa đây. Cho dù Tần Lâm có tìm bạn gái cũng không thể kiếm người giống Điền Lộ được. Điền Lộ nhìn bề ngoài khá thuần khiết nhưng thực chất lại có tiếng xấu trong giới, cô ta thuộc loại đi tìm kim chủ khắp mọi nơi nhưng không tìm được, vậy nên mới mãi vẫn chưa nổi tiếng. Nếu như bình thường thì Tô Văn Kỳ cũng không thèm quan tâm đến loại người này làm gì, nhưng cô ta đã dính líu với Tần Lâm, Tô Văn Kỳ đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn. Phong sát cô ta. Chị Điền gật đầu, được, để tôi đi liên hệ. Tô Văn Kỳ cũng là một nghệ sĩ, cô không có quyền đến mức muốn phong sát ai thì phong sát. Nhưng mọi người đều nể thể diện của chị Tô, dù sao thì Điền Lộ cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, căn bản không ai thèm ngó ngàng tới. Điền Lộ này đến cả công ty quản lý cũng không có, vậy nên khi xảy ra chuyện cũng chẳng có ai giúp cô ta làm quan hệ công chúng cả. Sau khi Tô Văn Kỳ gọi mấy cuộc điện thoại, ngay lập tức phía Điền Lộ đã sôi sục lên. Mẹ kiếp, tại sao Facebook mình bị phong sát rồi? Tài khoản Facebook lập tức bị khóa, Điền Lộ vô cùng khó hiểu, sau đó lấy điện thoại ra liên lạc với người đại diện, vừa gửi tin nhắn liền biết mình đã bị chặn. Điền Lộ sững sờ, người đại diện chặn cô ta. Nghệ sĩ tự do, như Điền Lộ chỉ có người đại diện chứ không có công ty, các buổi biểu diễn thương nghiệp hàng ngày của cô ta đều do người đại diện liên hệ, nhưng hiện tại người đại diện cũng đã chặn cô ta luôn rồi, Điền Lộ như chết lặng. Cô ta nhanh chóng gọi điện thoại cho một vài người, liên hệ với bạn bè trong giới, nếu như không chặn thì cũng không bắt máy, một số người còn tắt luôn. Hơn nữa, có một số người không lưu số của Điền Lộ, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng của cô ta liền lập tức cúp máy. Điền Lộ ngẩn người ra, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không một ai có thể giải thích sao? Điền Lộ đã tra trên mạng, ngay cả tên của cô ta trên Google cũng không có. Cuối cùng, sau một lúc lâu, có một người bạn gửi tin nhắn cho cô ta. Điền Lộ à, cậu đắc tội với người khác nên bị phong sát rồi. Hai, đừng nói là tôi nói cho cậu biết đấy, tôi cũng chặn cậu luôn đây. Điền Lộ sững sờ. Khi gửi tin nhắn lần nữa thì phát hiện bản thân đã bị chặn rồi. Hơn nữa, tất cả những thông tin liên quan đến bức ảnh đó trên Facebook đều bị chặn, thậm chí ai share lại cũng bị chặn thẳng tay. Sự chấn chỉnh lần này của Facebook khá mạnh mẽ, bức ảnh trong nháy mắt đã biến mất khỏi làn sóng Internet, không một ai có thể tìm ra. Mặc dù trong điện thoại Điền Lộ vẫn còn giữ nó nhưng cô ta lại không dám gửi lung tung, thực sự là đã đắc tội người khác rồi, nhưng đắc tội với ai chứ? Đắc tội Tần Lâm. Tần Lâm cũng đã đồng ý chụp ảnh chung rồi, theo lý mà nói thì cũng không nên nhỏ mọn như vậy mới phải. Hơn nữa, bây giờ Tần Lâm vẫn đang trên đường đi, anh lại không phải người trong giới, làm sao có đủ năng lực để phong sát trong thời gian ngắn như vậy được chứ? Phải nói là nếu thật sự là Tần Lâm, anh không vui thì có thể trực tiếp tiến đến tát cho cô ta mấy tát, đâu nhất thiết phải làm ra cái trò này. Điền Lộ đã hỏi thăm bằng nhiều cách. Thậm chí cô ta còn không dám nói tự mình đi nghe ngóng, cô ta liền bỏ ra 50.000 tệ để cho người khác thông qua truyền thông lấy được tin tức. Cuối cùng cũng biết được Tô Văn Kỳ đã phong sát Điền Lộ. Điền Lộ nghe xong liền lập tức hoang mang khó hiểu. Chị Tô phong sát tôi sao? Hai người họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Tô Văn Kỳ là thiên hậu, còn Điền Lộ chỉ là ngôi sao tuyến 18. Mặc dù đều là ca sĩ nhưng cô ta hoàn toàn không phải là một đối thủ nặng ký. Điền Lộ còn không xứng để làm học trò của Tô Văn Kỳ, thậm chí chị Tô còn chưa từng nghe đến tên cô ta, hai bên cũng không quen biết gì nhau. Vậy tại sao chị Tô lại vô duyên vô cớ đi phong sát cô ta? Chẳng lẽ là vì Tần Lâm? Nghĩ đến đây, Điền Lộ liền cảm thấy hết sức khó hiểu, bỗng trong đầu cô ta hiện lên một ý nghĩ rất đáng sợ, cô ta nhanh chóng tìm kiếm si căng đan của Tô Văn Kỳ trên Facebook. Không nhìn thì không sao. Nhưng khi vừa nhìn lại bị dọa cho chết khiếp. Đây chẳng phải là Tần Lâm sao? Trước đây cô ta cũng đã xem qua tin tức này, nhưng vì đều là người trong giới, nên cô ta chỉ nghĩ đây có thể là sao tác,
biết đâu người đó lại là nhân viên hoặc vệ sĩ của Tô Văn Kỳ. Nhưng bây giờ, mặc dù chỉ nhìn được bóng lưng, nhưng rõ ràng người đi dạo cùng Tô Văn Kỳ ở chợ đêm chính là Tần Lâm. Điền Lộ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Bạn gái của Tần Lâm, lại chính là Tô Văn Kỳ. Thật không đúng chút nào. Điền Lộ đột nhiên nghĩ đến một việc, lúc trước chuyện yêu đương của Tô Văn Kỳ hot như vậy, bạn trai của Tô Văn Kỳ chẳng phải là bác sĩ đông y sao? Điền Lộ liền nhanh chóng tìm kiếm lại. Bạn trai của Tô Văn Kỳ, bác sĩ chính của Đại hội Đông y, Tần Đại Sư. Tần Lâm chính là Tần Đại Sư. Điền Lộ cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể đoán ra được, Tần Lâm chính là vị đại sư đông y có tiếng đó. Thảo nào bây giờ anh lại lợi hại đến vậy, đã lên đài truyền hình trung ương, trở thành người đứng đầu ngành, sao có thể không lợi hại đây? Lúc này Điền Lộ mới thật sự hối hận, cô ta biết mình không nên nói Tần Lâm như vậy, bây giờ thì hay rồi, không những đắc tội với Tần Lâm mà còn cả Tô Văn Kỳ. Mất đi công việc thì sau này sẽ không thể nào có cơ hội làm việc trong giới giải trí nữa. Sau đó, Tô Văn Kỳ gửi bức ảnh cho Tần Lâm xem và nói với giọng điệu trêu chọc. Đào hoa ghê đó Tần Đại Sư. Tần Lâm cạn lời, tại sao cô lại có tấm hình này? Khi nhìn thấy tấm ảnh, Tần Lâm có hơi khó chịu, Điền Lộ này cũng đủ phiền phức rồi đấy, chụp thì cứ chụp đi, tại sao lại còn gửi lung tung chứ? Tô Văn Kỳ nói qua vụ việc cho Tần Lâm nghe, sau khi nghe xong thì Tần Lâm dở khóc dở cười. Đáng đời, tự làm tự chịu. Tô Văn Kỳ cười khúc khích, anh không đau lòng sao, tôi đã phong sát người tình cũ của anh đấy. Tần Lâm cạn lời, người tình cũ gì chứ? Nếu như tính thì cô mới là người tình cũ đó. Cái gì, anh nói tôi giả à? Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Tô Văn Kỳ nói. Mấy ngày nữa có thể tôi sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, mượn anh mấy ngày đi chơi được không? Tần Lâm sững ra một lúc, chuyện này. Mấy hôm nữa tôi có họp mặt họ hàng. Hề, họp mặt họ hàng, có muốn dắt tôi đi để giữ thể diện không? Tần Lâm mỉm cười, nếu cô đồng ý thì cứ đến. Được, thỏa thuận vậy nhé. Hai người vừa nói xong, quả nhiên dì Hai gọi tới. Tiểu Lâm à, ngày mai họ hàng bên ngoại đến, có cậu ba và mợ ba, chẳng phải cháu có bạn gái sao, cháu dắt theo luôn nhé. Được à. Nếu Tô Văn Kỳ đã muốn góp vui thì Tần Lâm cũng tiện thể mượn luôn cô ấy cũng được. Lúc trước anh cũng từng đóng giả làm bạn trai của người khác, cuối cùng bây giờ lại đến lượt mình mượn người khác đóng giả bạn gái. Sau khi cúp máy, Tần Lâm thông báo cho Tô Văn Kỳ, sau đó trực tiếp đến nhà dì Hai thu xếp. Sau khi đến nhà dì Hai, Lâm Nguyệt Giao vội vàng hỏi. Anh, sau lần trước ở Đại hội Đông Y, anh đã liên lạc được với Tần Đại Sư chưa? Tần Lâm mỉm cười, Lâm Nguyệt Giao này đúng là luôn để chuyện của Tần Đại Sư canh cánh trong lòng. Không có, sao thế, em tìm anh ấy có việc gì sao? Lâm Nguyệt Giao đỏ mặt, ồ, anh cũng đã có bạn gái rồi, em cũng muốn tìm bạn trai để nở mặt nở mày, để cho mọi người khỏi phải quở trách. Tần Lâm cười thầm, Lâm Nguyệt Giao này còn có thể nghĩ rằng muốn để Tần Đại Sư đóng giả bạn trai của cô ấy à? Chuyện này chắc anh không giúp được đâu. Lâm Nguyệt Giao thở dài, chỉ có thể từ bỏ thôi. Mà này... Cậu ba và mợ ba không phải vẫn còn thích khoe khoang như vậy sao? Con nghe nói nhà họ cũng có một người con trai có bạn gái là ngôi sao gì đấy. Đường Mẫn nói, mẹ nghe qua rồi, hình như là ca sĩ, cũng khá nổi tiếng hay sao đấy. Cậu ba và mợ ba của con thì luôn có cái tính đấy thôi, bọn họ muốn thể hiện thì cứ để bọn họ thể hiện. Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt, không nói nên lời. Theo con thấy thì mấy buổi họp họ hàng như thế này không cần thì hơn. Có gì đáng liên lạc đâu chứ. Đường Mẫn chừng mắt nhìn cô, vậy không phải là người thân sao, mặc dù không ở chung với nhau nhưng đều là thân thích cả, ngoài cậu ba và mợ ba con ra thì còn rất nhiều người khác, ngày mai chúng ta đặt một nhà hàng nào đẹp tí nhé. Tần Lâm đáp vâng, để cháu làm. Lâm Nguyệt Giao bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, anh thì biết chỗ nào tốt chứ, nếu như lựa chọn nhỏ hay không đẹp thì sợ là cậu ba và mợ ba sẽ lại quở trách cho xem. Tần Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Văn Cương. Mấy chuyện như thế này thì cứ để, ông trùm, làm vẫn hơn. Mạnh Văn Cương lập nghiệp ở Đông Hải, ông ấy đã sinh sống nhiều năm ở đây. Một nửa cơ ngơi kinh doanh ăn uống đều là của ông ấy, vậy nên đương nhiên ông ấy sẽ là người biết rất rõ. Tiểu sư huynh, có chuyện gì thế? Ngày mai tôi có một cuộc gặp mặt gia đình, khoảng mười mấy người, tôi muốn chọn một nhà hàng đẹp và cao cấp một chút,
Tần Lâm cũng biết cậu ba và mợ ba cũng rất thích Hư Vinh, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không thể nào bớt được, vậy nên mới có hơi phô trương một chút. Được thôi, cứ để tôi sắp xếp. Mạnh Văn Cương đã sắp xếp một trang viên rất đặc biệt cho Tần Lâm và những người khác, gọi là Đinh Trúc Hiên. Môi trường tao nhã và cực kỳ cao cấp, ngày mai Mạnh Văn Cương sẽ cho trang viên này ngừng hoạt động một ngày để tiếp đãi gia đình Tần Lâm. Chắc cũng đủ phô trương rồi nhỉ. Sáng sớm hôm sau, dì hai dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, mặc dù Lâm Nguyệt Giao tỏ ra miễn cưỡng nhưng vẫn đến giúp bà. Chẳng bao lâu sau đã nhận được vài cuộc gọi, dì hai vội vàng xuống lầu chào hỏi. Một nhóm người lớn vội vã đi lên lầu, và mấy người đi ở phía trước chính là gia đình nhà cậu ba. Mười mấy năm không gặp, cậu ba và mợ ba cũng đã già đi ít nhiều, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng đẹp đẽ chỉnh tề, xem ra là nhà rất có điều kiện. Đường Mẫn này, bao nhiêu năm như vậy sao em không mua biệt thự đi, căn nhà nhỏ này cũng quá chật rồi đấy. Thực sự thì bây giờ điều kiện gia đình của dì hai rất tốt, tất cả sản nghiệp của nhà họ Đường đều đã thuộc về dì hai. Bây giờ dì hai cũng là người làm chủ rồi, trong tay còn có hẳn mấy cửa hàng. Chỉ là sống ở đây quen rồi, nói toạc ra thì cũng không muốn đổi biệt thự. Dì hai cười nói, không bằng anh ba được đâu, tụi em ở chỗ này là được rồi. Cậu ba của Tần Lâm tên Đường Văn, là họ hàng xa của bọn họ, lớn hơn dì hai vài tuổi. Đường Văn cong môi, Tiểu Mẫn à, cái này em nói không đúng rồi đấy, nhà càng lớn thì mới thoải mái, như người xưa đã nói. Bể to bao nhiêu thì cá lớn bấy nhiêu, muốn làm ăn phát đạt thì nhà phải lớn. Căn nhà hiện tại của anh tuy không quá lớn nhưng cũng là một căn biệt thự rộng 500 mét vuông, có sân vườn để trồng hoa cỏ, khách đến nhà chơi cũng tiện. Chứ như nhà em thì cũng đâu có chỗ cho khách ở. Đường Mẫn ngượng ngùng cười, anh ba, em đã sắp xếp khách sạn xong xuôi rồi, buổi tối anh có thể ở lại đó. Đường Văn tỏ ra vẻ chê ghét, Đông Hải chỉ là một thành phố nhỏ. Có thể có được khách sạn nào tốt sao, nhưng dù sao cũng không thành vấn đề, chắc là được thôi. Đường Văn đến từ tỉnh Lỵ, ông ta cảm giác thành phố lớn vẫn vượt trội hơn hẳn, mặc dù nền kinh tế của Đông Hải không tệ hơn so với nhiều thành phố thuộc tỉnh khác, nhưng theo quan điểm của Đường Văn thì bọn họ chỉ là những nhân vật của thành phố nhỏ mà thôi. Sau khi ngồi xuống, mọi người liền chào hỏi đơn giản, đều là người thân đến từ tỉnh Lỵ nên đã lâu lắm rồi không gặp. Bọn họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ rồi bàn chuyện con cái. Được, chúng ta đến nhà hàng ăn trước, rồi vừa ăn vừa nói. Căn nhà quả thực không lớn, mười mấy người ngồi ở đây cũng hơi đông, Đường Mẫn chào hỏi rồi dẫn mọi người xuống lầu. Tần Lâm chuẩn bị một chiếc xe 16 chỗ. Sau khi xuống lầu, Đường Văn bĩu môi nhìn chiếc xe. Sao thế, chắc mấy đứa không phải ngồi xe buýt đi làm đấy chứ? Mua chiếc xe 1 triệu thì có hơi tốn kém. Nhưng mua một chiếc Mercedes-Benz hay BMW chắc không thành vấn đề chứ. Lâm Nguyệt Giao đảo mắt, không nói nên lời. Đông người như vậy, một chiếc xe có ngồi đủ không? Lâm Vũ là giám đốc cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị, còn Đường Mẫn lại kinh doanh nhỏ, gia đình họ tuy không phải đại gia gì nhưng chắc chắn là người có tiền. Đừng nói Mercedes-Benz hay BMW, ngay cả mua một chiếc Bentley cũng không thành vấn đề. Chỉ là không phải ai cũng muốn thể hiện như vậy. Đường Văn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao, được rồi, ngồi đi. Sau khi lên xe, Đường Văn nói, Kiên Cường à, lần trước con đặt khách sạn cho chúng ta ở tỉnh Lỵ là gì? Đường Kiên Cường là con trai của Đường Văn, theo vai vế thì lại là anh họ của Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao, năm nay khoảng 30. Đường Kiên Cường nói, bố, lần trước con đặt cho bố là khách sạn Bách Hào, là một khách sạn 7 sao, con sợ rằng ở Đông Hải này không có cái nào tiêu chuẩn cao như vậy đâu. Đây chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi, bố cũng đừng yêu cầu cao quá. Đường Văn gật đầu, cũng đúng, không phải nơi nào cũng có khách sạn 7 sao, nhưng Tiểu Mẫn này, ở Đông Hải bọn em chắc cũng có khách sạn xịn nhỉ. Đường Mẫn liếc nhìn Tần Lâm, chắc là có, em cũng không rõ cái này lắm. Lâm Nguyệt Giao đứng bên cạnh cũng liên tục trợn mắt, vô cùng cạn lời, hai bố con này đúng thật là, cứ như kiểu không khoe khoang thì sẽ câm ý. Mọi người lên xe. Đi đến vùng ngoại ô, vào trong một khu vực có phong cảnh đẹp. Xung quanh là rừng trúc xanh ngát, dòng sông chảy quanh, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Sau khi xuống xe, đập vào mắt là một vườn trúc nhỏ, bên trong rừng trúc có mấy tòa kiến trúc trông rất có phong cách. Ngoài cổng có một tấm bảng bằng trúc, bên trên có viết Đinh Trúc Hiên. Sau khi xuống xe, Đường Văn bĩu môi. Chỗ nào đây,
cho dù không có khách sạn 7 sao thì cũng phải có một cái khách sạn 5 sao chứ. Chậc chậc. Đường Văn tỏ vẻ như ta đây biết thuốc, bới móc đủ điều về môi trường ở đây. Đi vào Đinh Trúc Hiên, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Bên ngoài trông giống như một rừng trúc, môi trường sinh thái trong lành với cây cầu nhỏ, dòng suối chảy. Sau khi vào bên trong lại là một khu nghỉ dưỡng vô cùng xinh đẹp. Cao cấp hơn khách sạn 5 sao biết bao nhiêu lần. Nhân viên lễ tân mặc hán phục, cao giáo xinh đẹp và lịch sự. Anh Tần, bên trong đã sắp xếp bữa ăn cho anh rồi, mời anh vào. Mấy người Tần Lâm vào sảnh lớn, đi qua một chiếc cầu nhỏ, trước mắt là một hồ nước trong vắt, giữa hồ còn có một hòn đảo, bên trên đã bày sẵn mấy bàn ăn. Mọi người đi lên chiếc cầu trúc nhỏ, tiến vào đình nghỉ mát ở trên đảo, sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống, một cô gái trong bộ hán phục ở phía xa bắt đầu gảy đàn tranh. Tiếng đàn tranh nhẹ nhàng, theo gió truyền đến, vô cùng du dương, lại không ảnh hưởng đến mọi người nói chuyện. Tiếng chim hương hoa, hòa quyện với tiếng đàn, xung quanh nước chảy róc rách, thỉnh thoảng có con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, khung cảnh vô cùng tao nhã. Tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng xen lẫn bất ngờ, khung cảnh ở đây tuyệt quá, đây là lần đầu tiên họ được đến nơi như này ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Đông Hải lại có thể có nơi như này. Anh họ lợi hại thật đấy, liên hệ được với địa điểm cao cấp như này. Đinh Trúc Hiên vốn dĩ không đón tiếp người ngoài, nó chỉ phục vụ cho các sếp lớn chiêu đãi khách hàng, giá cả vô cùng đắt đỏ, vì vậy rất ít người biết. Lâm Nguyệt Giao ngồi xuống, khuôn mặt hài hước nói. Cậu ba, nơi nhỏ bé này có thể lọt vào mắt xanh của cậu không? Đường Văn tất nhiên cũng bị kinh ngạc, nhưng vẫn cứng miệng nói. Cũng tạm được, dù sao cũng là thành phố nhỏ. Giá đất rất rẻ nên mới có thể xây dựng một nơi tốt như vậy. Bộ dạng cứng mồm cứng miệng của Đường Văn khiến mọi người cảm thấy buồn cười, rõ ràng đã bị sự xa hoa của khách sạn này làm cho há hốc miệng mà vẫn còn cứng mồm. E là cả cái Hoa Hạ này cũng chẳng tìm được mấy nơi có phong cảnh tuyệt đẹp như này, đừng nói khách sạn 5 sao, cả khách sạn 7 sao cũng không thể so sánh. Nhân viên phục vụ chỗ này ai nấy đều mặc hán phục, mang màu sắc rất cổ đại. Các cô gái ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, các chàng trai cũng rất tuấn tú, có thể thấy yêu cầu về nhân viên của nơi này vô cùng khắt khe. Ngay sau đó, không cần bọn họ gọi món, đừng món ăn lần lượt được bưng lên. Những chiếc hộp trúc màu đỏ cổ điển, trông rất có phong cách. Mặc dù toàn bộ phong cảnh nơi này đều mang hơi thở cổ đại điền viên, nhưng món ăn lại rất hiện đại, dù sao thì các món ăn hiện đại cũng phù hợp với thị hiếu của mọi người hơn. Đường Văn khịt mũi. Bĩu môi. Sao không có cả gan ngỗng, bít tết vậy? Đường Kiên Cường mỉm cười, bố, các món như bít tết, gan ngỗng, trứng cá muối phải đến nhà hàng Pháp mới có thể ăn đồ chính thống được, chắc ở đây không có đâu, bố ăn tạm một chút đi. Đường Văn hừ một tiếng, tỏ ra miễn cưỡng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Các món ăn trên bàn lấy cá biển làm thực phẩm chính, nửa lạnh nửa nóng, thịt rau kết hợp, mặn ngọt giao thoa, vô cùng tinh tế. Nhà hàng cao cấp thực sự không phải là đặt món gì đắt nhất, mà là khiến người ăn cảm thấy thoải mái mới là tốt nhất. Một bàn thức ăn hội tụ đủ 3 yếu tố sắc, hương, vị, chứa đựng tất cả các nền ẩm thực lớn, thậm chí còn bao gồm một vài cách làm của nước ngoài, ví dụ như sashimi cá biển, v.v. Cái gì cũng có. Đường Văn cũng cảm thấy ghen tức, quả thực không thể bới móc điều gì. Lúc ăn cơm, Đường Văn hỏi. Nguyệt Giao và Tiểu Lâm hiện giờ đang làm gì? Học y chưa? Đường Mẫn gật đầu, bọn trẻ nhà em thích lĩnh vực này nên đã học cả rồi, Đường Kiên Cường nhà anh cũng làm bác sĩ đúng không? Đường Văn gật đầu với vẻ mặt đắc ý. Đúng vậy, Kiên Cường từ nhỏ đã quyết tâm làm bác sĩ, giờ đã đạt được mong ước của mình, trở thành một bác sĩ, hiện giờ nó đang làm quản lý trong Hiệp hội Đông Y của tỉnh đó. Trên mặt Đường Văn tràn đầy vẻ kiêu ngạo, con trai có tiền đồ là điều ông ta kiêu ngạo nhất. Đường Mẫn cũng cảm thán nói, Kiên Cường tài giỏi thật đó, tuổi còn trẻ mà đã làm quản lý của Hiệp hội Đông Y rồi, tương lai sau này chắc chắn sẽ rất rộng mở. Kiên Cường mỉm cười, giả vờ khiêm tốn nói, cũng không có gì đâu ạ, chủ yếu là khi đi học cháu rất chăm chỉ, học tập với các thầy cô giỏi, chỉ có khiêm tốn cầu thị, mới có thể tiến bộ được ạ. Hai chúng ta cùng là đồng nghiệp nhỉ, không ngờ khi còn nhỏ chỉ tiện mồm nói vậy mà sau này chúng ta lại đều làm bác sĩ. Không sao, hiện giờ chưa có thành tựu, sau này tiếp tục cố gắng là được, với tuổi của hai người,
có thể lên làm lâm sàng đã rất tốt rồi. Nhớ ban đầu, khi anh 25-26 tuổi, cũng thực tập một thời gian dài mới được chuyển thành bác sĩ chính thức, hai người hiện giờ đã thành bác sĩ chính thức chưa? Lâm Nguyệt Giao cười nhạt, hiện giờ em đang là chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân. Sắc mặt Đường Kiên Cường đột nhiên cứng đờ. Chủ nhiệm, em đùa đấy à, anh 30 tuổi mới được lên làm chủ nhiệm, mà em năm nay hình như mới 2 năm. Học y thường theo hệ 5 năm, với tuổi của Lâm Nguyệt Giao thì mới tốt nghiệp được mấy năm, những sinh viên mới tốt nghiệp như vậy đều có mục tiêu trở thành bác sĩ chính thức. Có thể thuận lợi lên làm chính thức đã là rất tốt rồi, còn những người xuất sắc, không chừng có cơ hội được đề bạt lên làm phó chủ nhiệm. Nhưng 100 người mới có một người như vậy, chứ đừng nói đến chuyện lên thẳng chức chủ nhiệm, đó căn bản là điều không thể, trừ khi có biểu hiện xuất sắc và lập được công lớn. Lâm Nguyệt Giao mới 2 năm tuổi đã được lên làm chủ nhiệm rồi. Lâm Nguyệt Giao cười nhạt, sao, ngạc nhiên lắm à? Với kẻ thích khoe mẽ như Đường Kiên Cường, Lâm Nguyệt Giao nói ra chức vụ của mình, chọc anh ta vài câu đúng là quá đã. Đường Mẫn nói, Lâm Nguyệt Giao nhà em may mắn, được thực hiện mấy cuộc phẫu thuật lớn với mấy người chuyên gia, nên được phá lệ đề bạt. Đường Mẫn vẫn tuân theo truyền thống khiêm tốn tốt đẹp, không quá giả vờ lên giọng. Đường Kiên Cường gật đầu, thì ra là có thầy dẫn dắt, vậy thì may mắn thật, nhưng năng lực của em đang không xứng với chức vụ, phải cố gắng nâng cao bản thân mới đúng, đừng vì có chút thành tích mà tự mãn kiêu ngạo, con đường phía trước của em còn rất dài. Lâm Nguyệt Giao trợn mắt, cũng không đáp lại, tên Đường Kiên Cường này phiền thật sự. Rõ ràng chỉ lớn hơn cô có mấy tuổi, tưởng bản thân có thành tích to lắm, ra vẻ trưởng bối dạy dỗ người khác, cứ làm như anh ta giỏi lắm không bằng. Đường Kiên Cường phải chịu lép vế trước Lâm Nguyệt Giao, vốn tưởng Lâm Nguyệt Giao chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, còn có thể dạy dỗ cô bằng cấp của mình, cuối cùng người ta lại ngang chức, đều là chủ nhiệm giống mình, anh ta có tư cách gì mà dạy dỗ người ta chứ? Đường Kiên Cường quay sang nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm cũng làm bác sĩ đúng không? Đang công tác ở bệnh viện nào vậy? Tần Lâm nói, tôi tự mở một y quán. Đường Kiên Cường lập tức nở một nụ cười khinh bỉ. Tự mở y quán à? Nếu là phòng khám nhỏ thì thật sự chẳng có tương lai gì đâu, toàn chỉ các loại bệnh nhẹ như cảm sốt, dần dần trình độ sẽ giảm sút đó. Cậu cũng học khoa nội tây y à? Tần Lâm vô cảm nói, tôi học đông y. Hả? Đông y, vậy giống anh à? Đường Kiên Cường lại càng thích thú, đông y không đơn giản như vậy đâu, cậu mới 25-26 tuổi đã dám tự mở y quán. Nhiều khi sẽ không được người khác tin tưởng. Và lại, trách nhiệm của ngành nghề này rất lớn, trong đông y có nhiều loại thảo dược như vậy, giữa nhiều loại còn xung khắc với nhau, nếu kiến thức cơ bản của cậu không vững thì rất dễ xảy ra chuyện. Anh khuyên cậu nên tìm một bệnh viện để thực tập thì hơn, nếu không được thì cậu đi theo anh học hỏi cũng được. Đến bệnh viện chúng anh không dám đảm bảo những thứ khác, nhưng có anh, việc chuyển cậu lên chính thức không thành vấn đề. Đường Kiên Cương nói xong, không đợi Tần Lâm lên tiếng, Lâm Nguyệt Giao đã không nghe nổi nữa. Anh Kiên Cường, anh họ em là chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân chúng em. Sắc mặt Đường Kiên Cường bỗng chốc trở nên khó coi. Sững sờ hồi lâu, khóe miệng anh ta liền co rút dữ dội, lông mày cau lại, lộ ra vẻ khó tin. Chuyên gia đặc biệt, sao có thể chứ, cậu ta mới có hai mấy tuổi, sao có thể làm chuyên gia đặc biệt? Tiêu chuẩn đánh giá của bệnh viện các em là gì vậy? Các em bỏ tiền ra để lấy danh à? Lâm Nguyệt Giao trợn mắt với anh ta, anh nói linh tinh gì vậy? Bệnh viện Nhân dân chúng em là bệnh viện top 3, cùng đẳng cấp với Bệnh viện Nhân dân tỉnh, người không có năng lực thì sao có thể làm chuyên gia được chứ? Điều này thật lúng túng. Đường Kiên Cường ở đây khoe mẽ một hồi. Nhưng cuối cùng Lâm Nguyệt Giao lại ngang hàng với anh ta. Vốn định lấy lại chút tự tin ở chỗ Tần Lâm, nhưng không ngờ Tần Lâm lại là chuyên gia đặc biệt. Giỏi hơn anh ta rất nhiều. Sắc mặt Đường Kiên Cường hơi không bình tĩnh nổi nữa, bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng. Không khí lúng túng thì kệ, Lâm Nguyệt Giao cũng không thèm làm dịu lại, là do chính anh ta cứ muốn khoe mẽ mới thế, đáng đời. Còn về Tần Lâm, anh càng sẽ không chủ động nói chuyện với bọn họ. Nhất thời, trên bàn ăn không có ai nói chuyện, vô cùng lúng túng. Đường Kiên Cường cuối cùng không chịu nổi, cười ha ha vài tiếng. Đông y ấy mà, cần phải có thầy giỏi chỉ dạy mới được, trong nước có mấy đại sư đông y, anh đều đã được tham khảo ý kiến hết rồi, Tần Lâm, cậu đã xin ý kiến chỉ dạy của bọn họ lần nào chưa? Tần Lâm lắc đầu, chưa.
Đúng là chưa, toàn là đại sư đông y xin ý kiến của anh, cả Khổng Phàm Lâm cũng thế. Đường Kiên Cường cười nhạt, cũng phải thôi, cậu cũng không có tư cách tiếp xúc với người như bọn họ. Xin ý kiến của những thầy danh tiếng này thật sự rất hữu ích. Mọi người đều đã xem đại hội đông y lần trước nhỉ, bác sĩ trưởng của đại hội đông y là Tần Đại Sư đã từng nói chuyện rất lâu với anh, chỉ điểm cho anh và cho anh rất nhiều bài học bổ ích. Đường Kiên Cường vừa dứt lời, biểu cảm của Tần Lâm lập tức trở nên kỳ lạ, kiểu như cười mà không cười, muốn cười nhưng cố nhịn vậy. Tần Đại Sư từng chỉ điểm cho anh, chắc không. Đường Kiên Cường giả vờ cao thâm mỉm cười, anh sẽ không nói chi tiết về chuyện này, mọi người biết thế là được rồi. Tần Lâm hơi cạn lời, anh vốn cho rằng mặc dù Đường Kiên Cường thích khoe khoang, nhưng ít ra anh ta chỉ nói sự thật, ví dụ như được rất nhiều thầy danh tiếng chỉ dạy, được xin ý kiến của các đại sư đông y. Học y chính là như vậy, phải biết học hỏi điểm mạnh của mọi người, có thể xin ý kiến của nhiều người chắc chắn là chuyện tốt. Nhưng giờ nghe Đường Kiên Cường nói vậy, anh cảm thấy anh ta lúc trước toàn là ăn nói khoác lác, rõ ràng là chỉ được cái to mồm. Tần Đại Sư chỉ điểm cho anh ta lúc nào vậy? Tần Lâm không hứng thú nghe anh ta phét lác, nhưng Lâm Nguyệt Giao lại đột nhiên trở nên hăng hái. Anh được gặp Tần Đại Sư rồi à? Đường Kiên Cường gật đầu, tất nhiên, sau khi Đại hội Đông Y kết thúc, anh và Tần Đại Sư đã nói chuyện trao đổi với nhau một lúc lâu. Đường Kiên Cường nói dối không chớp mắt. Lâm Nguyệt Giao vội vàng hỏi, Tần Đại Sư đã nói gì? Ha ha, toàn ra những kiến thức đông y, nói em cũng không hiểu đâu, dù sao anh cũng đã nhận được nhiều bài học bổ ích. Lâm Nguyệt Giao tỏ ra ngưỡng mộ, chủ nhiệm với không chủ nhiệm gì chứ, sao thiết thực bằng được gặp Tần Đại Sư? Hai, nếu em cũng được nói chuyện với Tần Đại Sư thì tốt quá. Đường Kiên cười cuối cùng cũng thẳng eo, cười nhạt. Được, có cơ hội anh sẽ giới thiệu với các em. Có điều mặc dù hiện giờ chức vụ của các em rất cao, nhưng năng lực lại không theo kịp, nếu muốn gặp Tần Đại Sư, e là còn chưa đủ tư cách. Đường Văn thấy con trai chiếm ưu thế, cũng mỉm cười, con trai, con không đi đón bạn gái của con đi à? Chắc là sắp đến rồi đó. Lần này Đường Kiên Cường đưa bạn gái của anh ta đến, nhưng bạn gái còn có việc nên không đi cùng mà đến sau. Đường Kiên Cường nhìn đồng hồ, vâng, sắp đến giờ rồi, con đi đón cô ấy đây. Nếu không chút nữa bị người khác nhận ra thì lại bị vây quanh. Nói xong, Đường Kiên Cường liền đi luôn. Anh ta vừa đi, mấy người họ hàng lập tức hỏi. Cậu ba, nghe nói bạn gái của Kiên Cường là Minh Tinh à? Là thật hay giả vậy? Đường Văn mỉm cười, đúng vậy, nhưng mọi người đừng nói với người khác nhé. Giới giải trí phức tạp hơn mọi người tưởng rất nhiều tin tức không thể nói ra. Mọi người đều bừng tỉnh. Ở đây có rất nhiều người chưa từng được gặp người trong giới giải trí, chứ đừng nói đến những minh tinh nổi tiếng đó. Hôm nay có thể được tiếp xúc, quả thật cũng rất thú vị, mọi người đều trở nên hào hứng. Ngay sau đó, Đường Kiên Cường đã dẫn một người phụ nữ bước vào, người phụ nữ đó đeo kính râm, đội mũ, mặc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, đi thêm đôi giày cao gót trông rất cao ráo. Mắt mọi người đều sáng lên. Dù sao cũng là minh tinh. Trông khác hẳn người thường. Rất có khí chất, xinh đẹp hơn những cô gái bình thường rất nhiều. Sau khi bước vào, cô gái tháo kính râm ra. Chào mọi người, cháu là Vương Đan Đan. Tháo kính râm xuống, khí chất cùng mặt mũi đều không tồi, trông cũng rất xinh đẹp. Thật ra Vương Đan Đan cũng chẳng khác người bình thường mấy, dáng cao, trắng, mặt mũi tạm tạm, nhưng biết cách ăn mặc trang điểm. Trong giới giải trí, không biết ăn mặc là không được. Nếu so với Lâm Nguyệt Giao, thoạt nhìn chắc chắn sẽ thấy Vương Đan Đan xinh đẹp hơn, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đường nét khuôn mặt cùng vóc dáng của Lâm Nguyệt Giao hơn hẳn cô ta. Vương Đan Đan là ai vậy? Mọi người sững sờ chốc lát, cũng không biết tiếp lời thế nào. Bởi vì biết là minh tinh nổi tiếng, nhưng thật sự bọn họ không biết đến Vương Đan Đan. Đường Kiên Cường mỉm cười, lấy điện thoại ra, mở một ca khúc. Tình yêu giống như chén rượu, hết chén này đến chén khác. Nghe giai điệu quen thuộc này, ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Đường Kiên Cường nói, bài hát này chính là tác phẩm tiêu biểu của Đan Đan, cháu nghĩ chắc mọi người đều đã nghe nhỉ. Nghe rồi, tất nhiên là nghe rồi, bài hát này rất quen thuộc với tôi, quảng trường của chúng tôi toàn bật bài hát này. Không ngờ bài hát của Đan Đan lại phổ biến như vậy, giỏi thật đó. Kiên Cường đúng là có phúc khi tìm được cô bạn gái tài giỏi như thế.
Vương Đan Đan cũng mỉm cười, cháu là ca sĩ không nổi bằng bài hát của mình, mọi người thích là được rồi ạ. Xem, đúng là minh tinh nổi tiếng, nói năng rất hào phóng, sau này chúng ta chính là fan của cháu. Thực ra Vương Đan Đan chính là một ca sĩ mạng, có mấy bài hát khá phổ biến và được yêu thích trên các quảng trường một thời gian. Những ca sĩ như vậy thường chỉ chú trọng nhanh chóng kiếm tiền, chứ không vì tương lai sau này, vì vậy họ cũng không để tâm đến việc hát cái gì. Nếu chuyện mình không thành công hoặc không gặp được quý nhân thì qua mấy năm sau có thể sẽ trở nên hết thời. Vương Đan Đan cũng biết bản thân không có cơ hội nổi tiếng, lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cô ta nhìn nhận rất khách quan về điều kiện của bản thân. Với ngoại hình và giọng hát của cô ta, căn bản không thể nổi đình nổi đám. Vì vậy, tốt hơn là nên kiếm chút tiền, tìm một bến bờ tốt. Mặc dù Đường Kiên Cường không phải là ông chủ lớn gì, nhưng là một bác sĩ đông y có tiếng, cũng khá trẻ trung và tuấn tú. Yêu cầu của Vương Đan Đan không cao, sống sung túc là được rồi, không muốn kiếm mấy ông chủ lớn bụng bự kia, vì vậy mới chọn Đường Kiên Cường. Kiêm được cô bạn gái minh tinh là điều Đường Kiên Cường kiêu ngạo nhất. Anh ta hỏi Lâm Nguyệt Giao, em họ, em giờ thế này rồi, có bạn trai chưa? Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, vẫn chưa. Đường Kiên Cường cũng không biết nói gì, dù sao người ta cũng là con gái, và lại còn xinh đẹp ai ai cũng phải công nhận, hiện giờ chưa có bạn trai chắc chắn là vì tiêu chuẩn cao, vì vậy anh ta cũng không có gì để nói. Nhưng Tần Lâm thì khác, Tần Lâm cũng là đàn ông tìm bạn gái dựa vào năng lực, chứ không phải ngoại hình. Còn Tần Lâm, giờ cậu cũng đang độc thân à? Đường Mẫn vội vàng nói, bạn gái của Tiểu Lâm chút nữa cũng đến đây. Ồ, thật à? Bạn gái của Tiểu Lâm làm nghề gì? Tần Lâm ngẩng lên liếc nhìn bọn họ, cũng là người giới giải trí. Há, cũng trong giới giải trí hả? Trùng hợp thế. Đường Kiên Cường hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Vương Đan Đan, sau đó mỉm cười nói với Tần Lâm. Đừng bảo hot girl mạng đấy nhé. Vương Đan Đan che miệng cười, giả vờ dịu dàng nói. Giới giải trí bây giờ có đủ thể loại người, người nổi tiếng trên mạng. Streamer TikTok cũng được coi là người trong giới giải trí, ngoài ra còn có rất nhiều nhân viên hậu trường, thực ra những người đó không khác gì người bình thường. Mặc dù Vương Đan Đan nói bóng gió, nhưng ý tứ của cô ta vẫn rõ rành rành. Trong giới giải trí, chỉ những minh tinh nổi tiếng mới được coi là người trong giới giải trí, còn những nhân viên hậu trường cùng mấy người nổi tiếng mạng chỉ được coi là người bình thường thôi. Giống như thợ chụp ảnh trong giới giải trí có khác gì thợ chụp ảnh ngoài kia không? Không hề. Cho dù bạn có chụp ảnh cho những tên tuổi lớn thì vẫn chỉ là thợ chụp ảnh thông thường thôi. Lúc này, Vương Đan Đan có cảm giác bản thân rất ưu tú, dù sao cô ta cũng có tác phẩm phổ biến, là nghệ sĩ thực sự trong giới giải trí. Còn Tần Lâm chỉ có thể kiếm người bên lề giới giải trí để đánh bóng bản thân. Đường Kiên Cường mỉm cười, thì ra là vậy, thế thì không thành vấn đề, cứ mời vào ăn bữa cơm, chỉ thêm đôi đũa mà thôi. Đường Kiên Cường còn ra vẻ chủ nhà, khách sạn này rõ ràng là Tần Lâm kiếm, cơm cũng do Tần Lâm mời, anh ta lại không biết xấu hổ tự ý kêu người lấy thêm đũa, nói như kiểu anh ta mời khách vậy, Lâm Nguyệt Giao thực sự cạn lời, trợn mắt nhìn. Tần Lâm lấy điện thoại ra xem tin tức, chắc Tô Văn Kỳ cũng sắp đến rồi. Tôi ra đón đây, kẻo gây ra hỗn loạn. Tần Lâm nói xong, Vương Đan Đan liền cười chế nhạo. Hỗn loạn cơ à, anh khoa trương quá đấy. Bạn gái anh là ai chứ, lẽ nào là thiên hậu, ảnh hậu à? Lúc nãy tôi vào cũng chẳng có mấy người nhận ra tôi, huống chi là bạn gái vô danh của anh, đừng phô trương như thế. Đường Văn mỉm cười, Đan Đan nói có lý, tổng cộng chỉ có mấy người, có thể gây nên hỗn loạn gì được chứ, bạn gái của cháu chắc là hot girl mạng thôi chứ gì. Vương Đan Đan tỏ ra hài hước nói, hot girl mạng bây giờ toàn là giả cả, live stream vài lần rồi tự cho mình là hot face. Thực tế là chỉ là cái nghề đáng xấu hổ thôi, kiếm đủ tiền rồi sẽ tìm một người thật thà để lấy, mọi người phải nhìn cho cẩn thận. Lời của Vương Đan Đan lập tức khiến mọi người kinh ngạc, không hổ là nữ ca sĩ giới giải trí, thực sự cái gì cũng dám nói. Bọn họ cũng từng nghe về chuyện này, rất nhiều người chọn vào giới giải trí là để làm cái nghề đặc biệt đó, cuối cùng kiếm đủ tiền rồi sẽ tìm gả cho một người thật thà, những người đó bị gọi là người đổ vỏ. Vương Đan Đan thấy dáng vẻ của Tần Lâm, không chừng chỉ là đổ vỏ người khác thôi, kiếm được một diễn viên hay người mẫu trong giới giải trí rồi tự mãn nghĩ mình giỏi lắm. Tần Lâm mặc kệ bọn họ đi ra ngoài đón.
Đường Mẫn và Lâm Nguyệt Đao cũng nháy mắt nhìn nhau, có vẻ bối rối. Bọn họ cũng không biết bạn gái của Tần Lâm là ai, hình như từng nhắc đến một lần, nhưng chưa gặp bao giờ, hôm nay cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp, ít nhiều cũng cảm thấy căng thẳng. Nhất là khi so sánh với bạn gái của Đường Kiên Cường, bọn họ càng tò mò hơn, nếu bạn gái Tần Lâm không bằng Vương Đan Đan, thì nhà Đường Văn sẽ càng kiêu căng hơn cho mà xem. Một lúc sau, Tần Lâm đã quay lại cùng một cô gái. Da trắng, dáng cao, mặc một bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang, ăn mặc trẻ trung xinh đẹp, mái tóc dài buộc đuôi ngựa sau đầu. Vương Đan Đan bĩu môi, che chắn kín bưng thế, nghĩ mình là minh tinh nổi tiếng thật à. Cô ta vừa dứt lời, cô gái liền tháo kính râm, mũ và khẩu trang, lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh tế, mỉm cười e lệ với mọi người. Xin chào, cháu là Tô Văn Kỳ. Cả bàn ăn bỗng chốc yên lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Tô Văn Kỳ, mắt to trợn không thể tin được. Thiên hậu, là thiên hậu thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.